Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 117. Phương Vạn Vũ lại cười lạnh lùng và khinh thường quay người nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Hiện tại cục diện đã quá rõ ràng rồi, ông ta cũng chẳng có gì phải vội. Dù thiên thời hay địa lợi nhân hòa đều đứng về phía nhà họ Phương, giết Tiêu Chính Văn hay Tần Lương Ngọc thì đều chỉ là chuyện ông ta làm trong phút chốc mà thôi. Thằng nhãi ranh, không ngờ tới ngày hôm nay rồi mà cậu vẫn còn điên cuồng như vậy. Dựa vào cậu thì có thể bảo vệ cho Nguyệt Hoa Các được sao? Ngay cả cái mạng của mình cậu cũng chưa chắc đã giữ nổi nữa là. Ngày đó Tiêu Chính Văn một chiêu đánh bại cao thủ đế cảnh nhà họ Phương không phải là giả, thế nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn lại phải đối diện với sự bao vây công kích của năm cao thủ đế cảnh. Hiện tại, không ai muốn nói tới chuyện đánh đơn với anh, một thằng nhãi ranh ở cảnh giới nhân hoàng cấp 9. Dù có bản lĩnh ngút trời thì cũng chẳng thể cùng lúc đối diện với sự liên thủ công kích của năm cao thủ đế cảnh. Và lại, hai người Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ vẫn ở bên ngoài Nguyệt Hoa Các, hai người này càng mập mờ không rõ, thế nhưng nếu nói bọn họ sẽ ủng hộ Tiêu Chính Văn thì ngay cả quỷ cũng không tin. Tôi khuyên cậu một câu, không cần phản kháng nữa, hôm nay đại cục đã định, Phương Vạn Vũ quả quyết lên tiếng. Cậu Tiêu, cậu đi trước đi, tôi sẽ chặn bọn họ lại. Thần Toán Tử nghe vậy thì tiến lên trước một bước, chắn trước người Tiêu Chính Văn, nói với giọng điệu kiên quyết. Với chiến lực của Thần Toán Tử, nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn được trong khoảnh khắc, đối diện với năm cao thủ đế cảnh, ông ta căn bản chẳng đủ sức để xoay chuyển đất trời. Thế nhưng ít nhất có thể tạo dựng một tia hy vọng sống sót cho Tiêu Chính Văn. Còn Lưu Vũ Ôn lại mang dáng vẻ ngồi trên núi xem hổ đấu đá, im lặng lui sang một bên. Đám người Nguyệt Hoa Các đều ngập tràn vẻ phẫn nộ, ai nấy đều tay cầm kiếm dài, cùng với mấy người đại trưởng lão đứng thành một bức tường người, nhìn mấy người Phương Vạn Vũ bằng ánh mắt tức tối. Đối diện với năm cao thủ đế cảnh, bọn họ đã không còn cơ hội sống sót gì nữa, chỉ có thể liều chết một phen. Tất cả mọi người đang có mặt đều có thể từ bỏ Nguyệt Hoa Các để đứng về phía nhà họ Phương, duy chỉ có bọn họ là không thể, chỉ có thể cùng sống chết với Nguyệt Hoa Các và Tần Lương Ngọc. Bọn họ căn bản không tin với sức lực của một mình Tiêu Chính Văn thì có thể bảo vệ được cho Nguyệt Hoa Các, càng không tin Tiêu Chính Văn sẽ chiến đấu vì Nguyệt Hoa Các. Dù Tiêu Chính Văn có thiên phú hơn người, thế nhưng chung quy anh cũng chỉ là nhân hoàng mà thôi, đồng thời đối diện với năm cao thủ đế cảnh thì chẳng có chút cơ hội thắng nào. Một khi đôi bên ra tay, uy lực long trời lở đất đó sẽ có thể lập tức nghiền cho Tiêu Chính Văn và Nguyệt Hoa Các ra bã. Mặc dù mấy người Phương Vạn Vũ chỉ là đế cảnh cấp 1, thế nhưng vẫn là cao thủ đế cảnh, ở trước mặt cảnh giới nhân hoàng thì vẫn là ngọn núi cao không thể vượt qua. Càng giống như thiên thần hạ phàm, không thể ngăn cản được. Trừ phi có Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ bên ngoài cửa viện trợ, nếu không hôm nay sự hủy diệt của Nguyệt Hoa Các sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế nhưng Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ sẽ ra tay vì Nguyệt Hoa Các, thậm chí là kết nên mối thù máu với nhà họ Phương hay sao? Rõ ràng đáp án là không. Lúc này, bọn họ chỉ có thể dậu đổ bìm leo mà thôi. Cậu bạn, Nguyệt Hoa Các chúng tôi xin nhận ý tốt của cậu, có điều ngày hôm nay chúng tôi đã không còn sức lực để xoay chuyển trời đất rồi, cậu vốn dĩ không có liên quan gì tới chuyện này, còn không mau đi đi. Đại trưởng lão của Nguyệt Hoa Các bất lực thở dài một hơi. Đi, cậu ta đi đâu? Phương Vạn Vũ cười khẩy, sải bước tiến về phía Tiêu Chính Văn, nói tôi lại muốn nhìn xem cậu ta có bản lĩnh lớn tới độ nào. Ngày đó không phải cậu ta nói sẽ chờ đợi nhà họ Phương chúng tôi bất cứ lúc nào hay sao? Vậy thì hôm nay, vừa khéo kết thúc ân oán với cậu ta. Chỉ có điều, nơi này không phải võ đài, sẽ không có ai nói chuyện quy tắc với cậu ta. Tôi thật sự rất muốn biết cậu ta có thủ đoạn mạnh tới độ nào, có thể đồng thời đánh bại năm cao thủ đế cảnh hay sao? Phương Vạn Vũ cười châm biếm nhìn về phía Tiêu Chính Văn, cực kỳ tự tin lên tiếng nói. Hừ, được. Nếu như nhà họ Phương của ông đã nằng nặc muốn chết, vậy thì cũng không trách tôi được đâu. Mấy người lui xuống đi, Tiêu Chính Văn nói xong thì tiến lên trước một bước, đi tới phía trước mấy người đại trưởng lão. Làm sao, cậu còn muốn một mình khiêu chiến với năm cao thủ đế cảnh à? Một nhân hoàng cấp 9 như cậu thật sự coi bản thân là vô địch thiên hạ rồi sao? Phương Vạn Vũ cười lạnh lùng chế nhạo. Tôi không có hứng thú gì với mấy người. Đương nhiên sẽ có người tới giết mấy người, Tiêu Chính Văn nói rồi bước thẳng về phía Phương Vạn Vũ. Nghe thấy lời này, không chỉ có Phương Vạn Vũ bật cười mà mấy người A-Zích còn cười lớn hơn.
trong số những người đang có mặt này, có ai là đối thủ của 5 người bọn họ? Thần toán tử sao? Cậu sẽ không cho rằng với sức lực của một mình là có thể giống như khi trước giết chết cao thủ đế cảnh và cả tôi trong nháy mắt đấy chứ? Vậy thì cậu quá ngây thơ rồi. Tiêu Chính Văn không hề để ý tới Phương Vạn Vũ mà đi lướt qua người ông ta, đi về phía Tần Lương Ngọc. Ông mà cũng xứng để cho tôi tự mình ra tay ư, hơn nữa, tôi cũng có thể nói cho ông biết, tại sao tôi lại có cái bản lĩnh này. Ông đã nghe nói tới vua Bắc Lương của thế tục hay chưa? Tiêu Chính Văn lạnh lùng lên tiếng. Vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn, chỉ nhắc tới một trong số hai cái tên này thì sẽ không khiến cho mọi người chú ý, dẫu sao cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ cũng quá nhiều, người trùng tên cũng không phải là ít. Thế nhưng nếu như ghép hai cái tên này lại với nhau thì chính là một truyền thuyết giống như thần thoại. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đang có mặt, dù là Phương Vạn Vũ hay là thần toán tử, Lưu Vũ Ôn và cả mấy người trưởng lão của Nguyệt Hoa Các cũng đều đồng loạt lộ ra vẻ không thể tin nổi, đờ đẫn nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Vua Bắc Lương của thế tục Tiêu Chính Văn, nghe thấy mấy chữ này, ánh mắt thần toán tử lóe lên luồng sáng. Vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn đã từng giết vô số người, biết bao cao thủ ngoài lãnh thổ chết trong tay Tiêu Chính Văn. Phương Vạn Vũ, ông nghĩ dựa vào khả năng của Điện Thần Long có thể bảo vệ được Nguyệt Hoa Các không? Tiêu Chính Văn thậm chí không quay đầu lại, chỉ đi thẳng về phía Tần Lương Ngọc. Tất nhiên Điện Thần Long có khả năng này. Không chỉ có thể bảo vệ được Nguyệt Hoa Các mà còn có thể bảo vệ được Thành Đại Phong. Bây giờ họ đã biết được tình hình bên núi Thái Thương, chỉ riêng mấy người Thượng Quan Uyển Nhi và Lý Bạch thì có thể bao vây đội quân của nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã. Mà lúc này sức chiến đấu hàng đầu thật sự của Điện Thần Long đều đang ở đây. Viên Thiên Canh hay Trần Huy Tổ, thậm chí ngay cả bản thân Tiêu Chính Văn cũng không phải là người mà một hai cao thủ đế cảnh cấp một có thể so sánh. Viên Thiên Canh, giết chúng để tế cờ, Tiêu Chính Văn bình thản nói. Tính mạng của đám người Phương Vạn Vũ khi qua đến miệng anh lại không hề đáng nhắc đến. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, cả Nguyệt Hoa Các lập tức bị một luồng khí tức đáng sợ bao vây. Ngay lập tức một màn sương xám xịt che mất bầu trời để lộ ra một hình bát quái cực lớn trên bầu trời. Trong trận pháp bí mật của đạo môn chỉ có càn khôn bát quái mới được xem là một cực. Trước đây Viên Thiên Canh vẫn luôn không thể đột phá nút thắt, càng không thể sử dụng bức tranh thần bát quái, mà lúc này thực lực đã so được với cường giả cảnh giới đế cảnh cấp 3, Viên Thiên Canh sớm đã sử dụng hình bát quái thuần thục rồi. Nhìn thấy bức tranh thần bát quái trên bầu trời, đám người Phương Vạn Vũ không khỏi thay đổi sắc mặt. Viên Thiên Canh là đạo thuật chí tôn thành danh đã lâu, người này khi ra tay thì ngay cả thần ma cũng không đoán được, đừng nói là 5 người họ, dù gọi thêm 5 người cùng cảnh giới nữa cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta. Đây chính là sự đáng sợ của đạo môn. Huống gì sức chiến đấu của Viên Thiên Canh vượt xa bọn họ, còn có một Trần Huy Tổ cầm giáo đứng bên cạnh. Bức tranh thần bát quái bỗng khởi động. 88-64 luồng sáng màu đen chiếu rọi xuống từ trên trời cao. Đánh, Viên Thiên Canh chỉ vào Phương Vạn Vũ, 8 luồng sáng đen đồng loạt bắn về phía ngực Phương Vạn Vũ. Gần như cùng một lúc Phương Vạn Vũ không hề do dự bay ra khỏi đại điện, đồng thời tránh được sự tấn công của 6 luồng sáng đen. Phụt, ngay lúc chân Phương Vạn Vũ vừa chạm đất, một luồng sáng đen bỗng nổ tung trên đầu vai ông ta, đồng thời máu bắn ra tung tóe. Phương Vạn Vũ kêu lên thảm thiết, lăn trên mặt đất, tránh được một đòn tấn công nữa. Ai ngờ đường đường là Viên Thiên Canh cao thủ có sức chiến đấu cảnh giới đế cảnh cấp 3 lại cam lòng nghe theo lệnh của một người vai vế dưới là Tiêu Chính Văn. Nhất là lúc nãy Viên Thiên Canh gần như không phát ra tiếng động mà tấn công, nếu không nhờ Phương Vạn Vũ có cảnh giác thì 8 luồng sáng đen đó đủ để khiến ông ta tan xác. Thấy 56 luồng sáng đen còn lại lần lượt đánh về phía 4 người khác. Đại trưởng lão Nguyệt Hoa Các cũng không khỏi cảm thấy phấn khởi. Các đệ tử nghe lệnh, theo tôi giết người nhà họ Phương. Giết, không chỉ mọi người ở Nguyệt Hoa Các lập tức tấn công mà thần toán tử cũng không che giấu thực lực thật của mình nữa, cũng lập tức tấn công đám người A-Dích. Cả thành Đại Phong khắp nơi đều trong khói lửa. Từng luồng sáng đen từ trên trời ập xuống như thể thượng đế đang giáng đòn trừng phạt xuống. Vô số đao quang, kiếm ảnh bao phủ khắp trời. Ngay cả trời đất cũng không thể chịu được sát khí đáng sợ này, một lúc sau đã xuất hiện hàng chục khe sâu dài hàng trăm mét. Đây gần như chỉ vừa bắt đầu đã bước ra giai đoạn dữ dội.
mà tất cả đều bị một vùng trời ánh sáng vàng phía sau Tiêu Chính Văn bao vây chặt chẽ. Tần Lương Ngọc đưa mắt nhìn sang, chỉ có bóng dáng Tiêu Chính Văn đang đi về phía mình. Sát khí lập tức nhuộm đỏ cả bầu trời, Từ Huy Tổ cũng không đứng ngoài nhìn nữa mà cầm thanh giáo bạc lên gia nhập vào cuộc chiến. Viên Thiên Canh ở bên cạnh cũng ra sức sử dụng bức tranh thần bát quái, vô số ánh sáng đen đánh về phía đám người Phương Vạn Vũ như thể cung tên sắc nhọn. Từ Huy Tổ và Viên Thiên Canh phối hợp cực kỳ ăn ý. Đám người A-Zích vừa tránh được thanh giáo bạc chí mạng, trùng sáng trên bầu trời lại đánh xuống khiến họ không kịp phòng bị. Lúc này mặc dù Viên Thiên Canh người còn đang ở trước cổng Nguyệt Hoa Các nhưng lại nhìn thấy rõ sự thay đổi nhỏ nhất trong chiến trường. Mặc dù đám người A-Zích là đại tài đế cảnh, ai cũng có thực lực đáng sợ. Nhưng khi đối diện với sự tấn công hợp lực của Từ Huy Tổ và Viên Thiên Canh vẫn chỉ có thể đỡ được chứ không còn sức đánh trả. Có thể nói sự phối hợp này quá mức đáng sợ, thậm chí có thể chống lại cả một đội quân. Ở một bên khác, Tiêu Chính Văn đã đến gần trước mặt Tần Lương Ngọc, lúc này bà ta chỉ còn lại chút hơi thở, không còn phong thái của đại đế nữa. Nhưng cũng chính lúc này xung quanh bà ta như được một luồng sáng trắng bao quanh như thể có thể bay lên bất cứ lúc nào. Cảm ơn cậu, Tần Lương Ngọc yếu ớt nói. Cho dù thế nào, bà ta cũng không ngờ trong lúc nguy hiểm người cứu Nguyệt Hoa Các lại là Tiêu Chính Văn. Người được gọi là Long Vương đó cũng chính là chàng trai mà mình vẫn luôn xem trọng này. Tiêu Chính Văn cúi đầu nhìn Tần Lương Ngọc sắp tận mạng, không khỏi nhíu mày. Đừng buồn vì tôi, bây giờ thọ nguyên tôi đã hết, đi làm hồn ma quay về Thiên Quốc. Trừ khi được nuôi dưỡng bằng Thiên Châu, nếu không thọ nguyên của tôi không thể hồi phục. Tần Lương Ngọc thì thào nói. Thiên Châu, Tiêu Chính Văn nhìn Tần Lương Ngọc. Có thể gặp gỡ cậu cũng xem như là duyên phận giữa tôi và cậu, nhưng tiếc là tôi không thể đi cùng cậu nữa rồi, đông vực đáng sợ hơn những gì cậu nghĩ. Nhà họ Khổng, nhà họ Phương, đế vương các không hề đơn giản. Sau này cậu nhất định phải cẩn thận hơn, nhà họ Khổng cũng có kết cấu với các thế lực ngoài vũ trụ, không thể khinh địch. Lúc này Tần Lương Ngọc rất muốn nói rõ hết mọi chuyện mà mình biết cho Tiêu Chính Văn. Nhưng làm sao được? Thọ nguyên của bà ta đã gần hết, đã không còn nhiều thời gian nữa. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, yên tâm đi, chị sẽ không chết đâu, tôi không cho phép chị chết trước mặt tôi. Nói rồi Tiêu Chính Văn lấy gương bát quái ra. Sau đó sử dụng trận pháp thời không trong gương bát quái. Vầng sáng màu xanh chiếu lên người Tần Lương Ngọc, lúc này thời gian như dừng lại hoàn toàn trên người bà ta. Cũng chính lúc này lại có một luồng cực quang bí ẩn khác bay lên. Một cao thủ đế cảnh chết ngay tại chỗ. Luồng sáng đen này lại khiến đám người Khổng Thế Phương cảm thấy sợ hãi, hướng đó vẫn là Thành Đại Phong. Mọi người không khỏi thầm suy đoán, lúc này Thành Đại Phong đang trải qua trận chiến lớn thế nào. Khí tức này tuyệt đối không sai đâu, đó là sát khí do Viên Thiên Canh và Từ Huy Tổ phóng ra, nói cách khác bây giờ Tiêu Chính Văn đang dẫn hai người họ đánh vào Thành Đại Phong, Tư Mã Huy nghiến răng nói. Kể từ khi người nhà họ Khổng và người nhà họ Tư Mã tiến vào núi Thái Thương, đã bị người của Điện Thần Long chặn ở cửa núi, không ai được phép rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc trước do Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ chặn đường, bây giờ là do Thượng Quan Uyển Nhi và Lý Bạch phụ trách dẫn đầu ngự lâm vệ của nhà họ Võ chặn ở cửa núi, khiến họ không thể di chuyển dù chỉ là một tấc. Cô Thượng Quan, nếu cậu Tiêu và tiền bối Viên đã đến Thành Đại Phong, thì chứng tỏ bây giờ bọn họ đã an toàn. Các người còn cần ngăn cản chúng tôi sao? Tư Mã Huy đã mất hết bình tĩnh. Thượng Quan Uyển Nhi vô cùng khí thế. Hơn nữa, ngự lâm vệ cũng không dễ đối phó. Nếu bọn họ kết thành đại trận thì ngay cả những cường giả đế cảnh như họ cũng không nắm chắc có thể thoát thân. Ngày nào anh Tiêu chưa trở về thì các người đều không được phép rời khỏi đây, Thượng Quan Uyển Nhi kiên quyết nói. Đây là đạo lý gì chứ? Nếu cả đời này Tiêu Chính Văn không quay lại thì chúng tôi sẽ bị nhốt trong núi Thái Thương cả đời sao? Nghe vậy, Khổng Thế Phương xanh mặt nói. Đúng vậy, cho dù đợi đến ngày tận thế, nếu anh Tiêu chưa về thì các người đều không thể rời khỏi đây, Thượng Quan Uyển Nhi nói thẳng. Chuyện này, Khổng Thế Phương cắn răng, đối mặt với Thượng Quan Uyển Nhi và ngự lâm vệ của nhà họ Võ, bọn họ không dám nổi giận. Cô Thượng Quan! Chúng ta phải tìm cách giải quyết, cô cũng từng là trụ cột của nhà họ Võ, chắc cũng biết rõ, chúng tôi, thực ra cũng không phải là không có cách,
Khổng Thế Phương nói được một nửa, Lý Bạch đã cắt lời. Thấy Lý Bạch cuối cùng cũng có ý buông tha, Khổng Thế Phương vội vàng hỏi, ồ, cách gì, đó là các người tự đi mời cậu Tiêu về núi Thái Thương. Nhớ cho kỹ, tôi nói là mời, Lý Bạch chế nhạo. Khổng Thế Phương nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với một đệ tử nhà họ Khổng phía sau, cậu đến thành Đại Phong một chuyến đi. Thật xin lỗi, cậu ta không xứng. Muốn mời cậu Tiêu, thì các người phải tự mình đi, Lý Bạch chỉ vào Khổng Thế Phương và Tư Mã Huy. Sắc mặt Khổng Thế Phương chợt thay đổi, lạnh lùng nhìn Lý Bạch, nói, ông nói cái gì? Bảo chúng tôi đích thân đi mời một tiểu bối ư. Hỗn xược, ông nghĩ Tiêu Chính Văn là cái thá gì chứ? Cậu ta cũng xứng để chúng tôi đích thân đi mời sao, Tư Mã Huy nổi giận. Theo bọn họ thấy, Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là một tên tiểu nhân đắc chí mà thôi. Đắc tội với những gia tộc lớn như bọn họ, Tiêu Chính Văn sẽ không thể ngông cuồng được vài ngày. Trước mắt, bọn họ chỉ nằm dưới sự kiểm soát của Ngự Lâm Vệ, chẳng liên quan gì đến Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long. Ông ta đồng ý mời Tiêu Chính Văn cũng chỉ là biện pháp khẩn cấp. Nhưng bảo ông ta đích thân đi mời Tiêu Chính Văn thì lại đề cao Tiêu Chính Văn quá. Lý Bạch, ông đừng nghĩ chúng tôi không dám trở mặt với ông, tôi chỉ là không muốn nhìn thấy sinh linh lầm than mà thôi, Khổng Thế Phương xé bỏ lớp ngụy trang nhân nghĩ, trầm giọng uy hiếp. Lý Bạch chế nhạo, được thôi, vậy các người cứ ngoan ngoãn chờ đợi đi. Kẻ nào dám bước nửa bước ra khỏi núi Thái Thương, giết không tha. Ông, Khổng Thế Phương còn chưa nói xong. Thượng quan Uyển Nhi trầm giọng nói, không nỡ nhìn sinh linh lầm than ư. Các người có thể nhắm vào đại trận thương lâm của Ngự Lâm Vệ chúng tôi bất cứ khi nào. Tôi muốn xem, đệ tử nhà họ Khổng các ông chết thảm hay là Ngự Lâm Vệ chúng tôi bị giết vì không tinh thông võ nghệ. Lời này có nghĩa không cho Khổng Thế Phương chút mặt mũi nào nữa. Ngay cả đệ tử nhà họ Khổng cũng có thể nhìn ra, chỉ cần hai bên khai chiến thì nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã chỉ có kết cục bị giết trên núi Thái Thương. Ngược lại, Ngự Lâm Vệ sẽ chẳng có tổn hại gì to tát. Khổng Thế Phương và Tư Mã Huy nhìn nhau, chỉ đành nuốt cơn giận, xoay người quay lại đình nhỏ dưới chân núi Thái Thương. Bảo bọn họ đích thân đi mời Tiêu Chính Văn chính là sỉ nhục bọn họ. Vốn dĩ, bọn họ đại diện cho các gia tộc đến để xử lý Tiêu Chính Văn. Vậy mà bây giờ lại phải đích thân đến thành Đại Phong xa xôi để mời Tiêu Chính Văn trở về. Đây chính là một cái tát trời giáng vào mặt bọn họ. Nhưng bây giờ, Tiêu Chính Văn dẫn theo Viên Thiên Canh đến thành Đại Phong đại khai sát giới, không biết bao giờ mới trở về, cho nên bọn họ không thể để Thượng quan Uyển Nhi chặn ở đây mãi được. Ông Khổng, chúng ta phải tìm cách thoát thân thôi, nếu không, sau khi trở về sẽ không biết giải thích thế nào. Tư Mã Huy lo lắng như kiến trên chảo nóng, chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui. Hai, còn có cách gì nữa, đến thành Đại Phong một chuyến thôi, Khổng Thế Phương bất lực thở dài, trên mặt lộ ra vẻ căm hận. Nếu không phải có hàng nghìn đệ tử của hai nhà đang bị nhốt ở đây thì bọn họ đã trở mặt với Thượng quan Uyển Nhi từ lâu rồi. Cả nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã đều không thể chịu được tổn thất mất nghìn người trong một đêm. Nếu thật sự đến nước này, cho dù hai người bọn họ trở về gia tộc thì cũng chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Sau khi quyết định, hai người bọn họ cùng đi về phía thành Đại Phong. Lý Bạch ngẩng đầu nhìn hai người rời đi, vừa ngáp vừa chắp tay sau lưng, đi vào trong núi Thái Thương, chỉ vào một tên đệ tử nhà họ Khổng, nói, nhàm chán quá, chỉ bằng chúng ta vận động xương cốt chút đi, được không? Tên kia sợ hãi khuỵu xuống đất, hắn chỉ là con kiến nhân hoàng cấp một nhỏ bé, sao dám đấu với Lý Bạch chứ? Tiền bối Lý, tôi nào dám ra tay với ông chứ, mấy tên đệ tử nhà họ Khổng cũng lần lượt khuyên can. Hừ, không dám, chuyện này e rằng không đến lượt các người quyết định. Vừa dứt lời, Lý Bạch đã rút kiếm, ngay sau đó, trong núi Thái Thương truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết. Lúc này, trận chiến trước sảnh lớn của Nguyệt Hoa Các đã kết thúc, Trần Huy Tổ và Viên Thiên Canh phối hợp nhịp nhàng, gần như quét sạch toàn bộ. Tần Lương Ngọc cũng nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt biết ơn. Bà ta cũng từng được hàng mọi người ngưỡng mộ ở thành Đại Phong, nhưng bây giờ gặp nạn, lại chẳng có ai ra tay cứu giúp, chỉ có Tiêu Chính Văn mạo hiểm giúp đỡ. Bụp, Phương Thế Vũ lại bị Trần Huy Tổ dùng giáo đánh mạnh, cả người như viên đại bác, đập vỡ mấy cây cột đá vàng và thép trước sảnh Nguyệt Hoa Các. Phụt, Phương Thế Vũ ngã xuống đất, sau đó phun ra một ngụm máu lớn, nhìn Trần Huy Tổ với vẻ căm hận.
hôm nay, e rằng ông ta không thể toàn thân rút lui được nữa. Chưa nói đến Tần Lương Ngọc, chỉ riêng Tiêu Chính Văn và Trần Huy Tổ cũng sẽ không để cho ông ta sống sót rời đi. Khi Phương Thế Vũ bị đánh trọng thương, đám người A-Zic cũng bị đánh thê thảm, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ lúng túng. Dám đánh tôi, sau này các người chắc chắn sẽ bị mấy thế gia lớn liên thủ xử lý. A-Zic nói xong lại phun ra một ngụm máu lớn, nhìn Trần Huy Tổ và Viên Thiên Canh với vẻ căm phẫn. Dù có chết, hắn cũng sẽ không bao giờ thỏa hiệp với Tiêu Chính Văn. Có thể gia tộc Azin Zoro không thể báo thù cho bọn họ, nhưng nhà họ Khổng và nhà họ Phương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tiêu Chính Văn, càng không ngồi yên nhìn Điện Thần Long làm càn. Hơn nữa, Thành Đại Phong bây giờ như rồng không đầu, Tần Lương Ngọc đang gặp nguy hiểm, còn ai ủng hộ bà ta nữa? Chỉ cần Tần Lương Ngọc chết, nhà họ Khổng và Đế Vương Các đều sẽ lập tức chiếm lấy Thành Đại Phong. Dù sao thì ông cũng được coi là người trong hoàng tộc. Lẽ nào đây là cách cư xử của ông sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn A-Zic. Hừ, Tiêu Chính Văn, cậu đừng đắc ý quá sớm. Một khi Tần Lương Ngọc chết, Thành Đại Phong này sẽ như rồng mất đầu, cho dù nhà họ Võ và nhà họ Bạch giúp cậu thì cũng không thể đấu lại nổi mấy thế lực lớn cùng hợp lực đâu. Cho dù Đại La Kim Tiên đến thì cũng không thể cứu nổi cậu và Điện Thần Long. Phương Thế Vũ nói xong lại phun ra một ngụm máu lớn, cho dù như vậy, trên mặt ông ta vẫn lộ ra vẻ đắc ý. Mặc dù nhà họ Phương chưa được như ước nguyện, nhưng Tiêu Chính Văn và Tần Lương Ngọc chắc chắn sẽ chết. Có nhiều người chôn cùng như vậy, cho dù là chết, ông ta cũng cảm thấy mãn nguyện. Nếu tôi nói, Tần Lương Ngọc sẽ không chết thì sao? Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm vào Phương Thế Vũ bị thương nặng không đứng dậy nổi. Ha ha, thọ nguyên của Tần Lương Ngọc đã tận. Một tên tiểu bối trong giới thế tục như cậu dựa vào cái gì để cứu bà ta, Phương Thế Vũ chế nhạo. Tuổi thọ của một người sắp cạn kiệt, cho dù không bệnh nặng hay bị thương thì ngay cả những nhân vật tài giỏi như Viên Thiên Canh cũng bất lực, Tiêu Chính Văn còn có thể dùng cách gì? Cứu chị ấy có gì khó chứ, Tiêu Chính Văn chế nhạo, liếc nhìn Phương Thế Vũ. Ha ha ha, một vị đại đế sắp chết, cho dù là thiên thần hạ phàm cũng khó mà cứu chữa, cậu có thể cứu bà ta sao? Nằm mơ đi, Phương Thế Vũ cười lớn. Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi chứ? Cậu ta có tài đức gì mà có thể nghịch thiên đổi mệnh? Tiêu Chính Văn thế mà lại có thể nói ra những lời buồn cười như sẽ cứu được Tần Lương Ngọc, chỉ có thể chứng minh nhận thức của Tiêu Chính Văn còn quá nông cạn. Dù là Lan Đình Ngọc và mấy trưởng lão của Nguyệt Hoa Các cũng không tin chứ đừng nói là Phương Thế Vũ. Tuổi thọ là do trời định, con người sao có thể xoay chuyển được? Dù họ rất không mong Tần Lương Ngọc chết ở đây, nhưng ai lại có thể chống lại số mệnh được? Nằm mơ, xem ra tôi đã đánh giá cao các người quá, các người chẳng qua chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng thôi. Năm đó tại sao Khổng Minh lại ngậm 7 hạt gạo trong miệng lúc lâm chung? E là các người không bao giờ hiểu được sự thần bí của nghịch trời mượn mạng. Những lời này của Tiêu Chính Văn lại gây ra một trận cười của đám người Phương Thế Vũ. Mọi người đều biết đến chuyện Khổng Minh ngậm 7 hạt gạo trong miệng, nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Cuối cùng ông ta cũng chưa thế nghịch trời đổi mệnh, huống hồ gì mượn mạng chứ? Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi đâu? Dù có khả năng mượn mạng thật thì Tiêu Chính Văn sao mà biết được? Ngay cả gia tộc lớn như nhà họ Phương tồn tại mấy trăm năm ở ngoài lãnh thổ đi tìm khắp các núi, các sông, lục tung sách cổ cũng không tìm được thuật có thể mượn mạng. Thế mà một người ở thế tục lại dám nói mượn mạng với họ. Đúng là nực cười, bây giờ cậu có thể khoác lác, dù sao người thắng có quyền nói, người thua khó mà biện giải, nhưng tôi sẽ đợi ở bên dưới. Mỗi câu nói của Phương Thế Vũ đều động đến vết thương, nôn ra ngụm máu lớn, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Long Vương, tôi đã mang 7 viên thiên châu đến đây. Đúng lúc này giọng Long Ngao vang lên từ đằng xa, chỉ thấy một luồng sáng. Ngay sau đó Long Ngao đã xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhận lấy 7 viên thiên châu trong tay Long Ngao, sải bước đến gần Tần Lương Ngọc. Thiên châu chỉ có thể giúp tăng tu vi, không thể mượn mạng, Phương Thế Vũ trợn to mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cầm thiên châu trong tay, không quay đầu lại cười nhạo nói, ông có biết tại sao thiên châu lại có tên này không? Thiên tức là lệnh trời, nghe theo lệnh trời mà đến thì là thiên châu. Nói rồi Tiêu Chính Văn xếp 7 viên thiên châu này theo vị trí của sao bắc đầu thất tinh dưới chân Tần Lương Ngọc.
Năm đó sở dĩ Khổng Minh sử dụng 7 ngọn đèn dầu là để mượn thế lực của Thiên Châu nghịch trời mượn mạng. Tiếc là lúc đó 7 viên Thiên Châu này không nằm trong tay ông ta mà ở chỗ Thủy Kính. Thế nên đến khi chết Khổng Minh đều đang gọi tên của Thủy Kính. Vừa dứt lời Tiêu Chính Văn giơ tay lên, trận pháp đã hình thành. Gương bát quái bỗng lóe lên ánh sáng xanh, tương ứng với 7 viên Thiên Châu đó. Ngay sau đó 7 viên Thiên Châu gần như cùng biến thành 7 luồng sáng dung nhập vào trong cơ thể Tần Lương Ngọc. Lúc này ngay cả Tần Lương Ngọc cũng ngơ ngác chứ đừng nói là Phương Thế Vũ. Cậu, sao cậu biết nghịch trời mượn mạng? Rốt cuộc cậu là ai? Tần Lương Ngọc ngơ ngác nhìn Tiêu Chính Văn, trong lòng lại thầm đoán thân phận thật của Tiêu Chính Văn. Nếu nói có thuật nghịch trời mượn mạng thì người duy nhất thông thạo chỉ có người đời sau của Khổng Minh. Lẽ nào Tiêu Chính Văn là thế hệ sau của Khổng Minh? Không thể nào, Tần Lương Ngọc lập tức đánh tan ý nghĩ này, sao Tiêu Chính Văn có thể là thế hệ sau của nhà họ Gia Cát được chứ? Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Tiêu Chính Văn, bà ta thấy Tiêu Chính Văn không hề có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Gia Cát cả. Chuyện này để sau hãng nói, bây giờ còn có người nghi ngờ tôi có thể làm cho chị ấy sống lại không? Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn đám người Phương Thế Vũ. Chàng trai! Cậu, dù tôi có chết cũng phải lôi cậu cùng. Phương Thế Vũ nhìn sức sống của Tần Lương Ngọc không ngừng khôi phục, cảm thấy không cam lòng, tức giận, căm thù nhất thời sộc lên não. Ngay lúc ông ta định đứng lên liều sức lực cuối cùng, định tự nổ tung, thì Trần Huy Tổ bỗng đâm thanh giáo trong tay ra. Phụt, một vầng sáng màu bạc đâm xuyên vào ngực Phương Thế Vũ. Phương Thế Vũ chỉ thấy mạng sống của mình đang dần mất đi rất nhanh, mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ. Còn đám người A-Zích cũng đều vừa đánh vừa lùi lại trong sự tấn công của Trần Huy Tổ và Viên Thiên Canh. Mặc dù Tần Lương Ngọc vừa hồi phục lại, sức khỏe vẫn còn yếu nhưng khi bà ta và Tiêu Chính Văn xuất hiện trong Đại Điện Nguyệt Hoa Các cũng là một sự cổ vũ vô hình với những người Nguyệt Hoa Các. Một bậc đại đế quay lại, tinh thần của mọi người đều trở nên phấn chấn, sau đó cùng hò hét lớn, xoay người tấn công đám người A-Zích. Thấy khí tức của Tần Lương Ngọc đang dần khôi phục. Cộng thêm Trần Huy Tổ và Viên Thiên Canh tấn công rất mạnh mẽ, A-Zích chỉ đành nghiến răng nói, các vị, hôm nay không thể giết được Tần Lương Ngọc, cũng không tấn công vào thành Đại Phong được rồi. Mọi người phải bảo vệ mạng sống. Nói rồi ông ta lập tức lao ra khỏi Nguyệt Hoa Các. Thấy đám người A-Zích định chạy khỏi Nguyệt Hoa Các, lúc này các trưởng lão mới thôi không đuổi giết nữa, dù sao đối phương cũng là cao thủ đế cảnh, không có mấy người Viên Thiên Canh hỗ trợ. Họ chắc chắn sẽ bị đám người A-Zích giết chết. Cậu Tiêu, Nguyệt Hoa Các nợ Thế Tục một ơn nghĩa lớn, càng nợ cậu Tiêu một mạng sống, nói rồi đại trưởng lão quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Trước đây họ từng xem thường Thế Tục, thậm chí còn nghĩ muốn đứng về phe đối lập với Thế Tục. Mà bây giờ nhìn lại suy nghĩ và hành vi ban đầu của họ nực cười thế nào. Với thực lực của họ thế mà lại còn dám hoang tưởng có thể tiêu diệt Điện Thần Long. Cũng may Tiêu Chính Văn không tính toán quá khứ, nếu không hôm nay e là Nguyệt Hoa Các đã không còn tồn tại nữa. Quả nhiên cậu Tiêu kiến thức uyên thâm, ánh mắt thần toán tử sáng rực nhìn Tiêu Chính Văn, chắp tay lại nói. Kiến thức của cậu ta rộng đến mức nào? Từ xưa đến nay người có thể nghịch trời mượn mạng như Tiêu Chính Văn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ngay cả những người ở cấp bậc đạo thuật chí tôn như ông ta và Viên Thiên Canh cũng không thể làm được chứ đừng nói là các nhân vật tầm cỡ trong truyền thuyết. Long Ngạo sải bước đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn nhỏ giọng nói, Long Vương, lần này chúng ta không dẫn theo nhiều người đến, anh xem, lần này một mình Long Ngạo chạy đến, không ngờ tình hình của thành Đại Phong lại phức tạp như thế. Bây giờ Nguyệt Hoa Các đã cực kỳ yếu, nhà họ Phương và nhà họ Aizin Zoro lại lăm le thành Đại Phong. Trong tình hình này mà muốn điều động quân e là không kịp. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói, không sao. Chỉ cần Tần Lương Ngọc không chết thì với uy lực đại đế của bà ta vẫn có thể giữ vững tình thế. Nhưng Tiêu Chính Văn bỗng nhớ lại lúc ở núi Thái Thương, Tần Lương Ngọc từng nói với anh nhất định phải thận trọng với nhà họ Khổng. Nhà họ Khổng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chị Tần, tôi nhớ trước đây chị từng nói phải cẩn thận với nhà họ Khổng, không biết là nói về phương diện nào, nói rồi Tiêu Chính Văn nhìn Tần Lương Ngọc. Cậu Tiêu, cậu không biết đấy thôi. Đằng sau nhà họ Khổng không chỉ có Thiên Đạo Minh Ước hỗ trợ mà mấy năm nay liên tục thông đồng với các thế lực ngoài vũ trụ. Thần toán tử bước đến nói. Ừ, đương nhiên tôi biết chuyện này, Khổng Tề Thiên là một ví dụ,
nếu không có các cao thủ ngoài vũ trụ chỉ bảo thì ông ta cũng không thể luân hồi 5 lần, nhưng thế thì sao? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Đó chỉ là một góc của tảng băng, mấy năm nay nhà họ Khổng bề ngoài thì liên kết với các gia tộc khác chống lại sự xâm lấn của ngoài vũ trụ, nhưng thật ra lại mượn thế lực của ngoài vũ trụ để bồi dưỡng số lượng lớn cao thủ. Thậm chí còn đào tạo ra 6 đại đế, đây mới là điểm đáng sợ của nhà họ Khổng. 6 đại đế đừng nói là ở Đông Vực, dù ở cả ngoài lãnh thổ đây cũng là một thế lực không thể xem thường. Kỳ lạ nhất là nòng cốt thế lực của nhà họ Khổng lại ở thành Hoa Thiên và trung tâm là Đế Khư, nhưng các thành khác đều có thế lực cốt cán, chẳng hạn như thành Đại Phong có Nguyệt Hoa Các đứng đầu. Nhưng thành Hoa Thiên lại luôn để chỗ trống, dù trong tình trạng này thì các thế lực khác cũng không dám tranh giành quyền lợi với thành Hoa Thiên, bên trong có gì đó không ổn. Thần Toán Tử vuốt râu như có điều suy nghĩ nói. Ồ, Tiêu Chính Văn nhướng mày như đang đợi câu tiếp của Thần Toán Tử. Với kiến thức uyên thâm của cậu Tiêu, chắc hẳn cậu biết hai nhà Khổng Mạnh được gọi là hai nhà Nho, tại sao ngoài lãnh thổ lại có nhà họ Khổng nhưng không có nhà họ Mạnh? Lẽ nào cậu Tiêu không thấy quái lạ sao? Lời này của Thần Toán Tử lại như đánh thức người trong cơn mơ. Quả thật từ trước đến nay chỉ có nhà họ Khổng chứ không có nhà họ Mạnh, về tình về lý đều không thể nói chính xác. Thật ra thành Hoa Thiên ban đầu chính là địa bàn của nhà họ Mạnh. Hơn nữa còn do một vị đại đế của nhà họ Mạnh nắm quyền, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà vị đại đế đó bỗng nhiên mất tích. Ngay cả nhà họ Mạnh cũng biến mất không thấy, điều tra cũng bật vô âm tín. Thế nên thành Hoa Thiên trước giờ đều trong trạng thái không người nắm quyền, nhưng mặc dù các thế lực đều dòm ngó nhưng lại không dám động vào. Nếu ngày nào đó thế lực nhà họ Mạnh đột nhiên quay về thì Đế Khư mà Điện Thần Long chiếm đóng sẽ là mục tiêu đầu tiên của nhà họ Mạnh. Mà trong đó người duy nhất có thể thêm dầu vào lửa chính là nhà họ Khổng. Thần Toán Tử kiên nhẫn giải thích. Đúng thế, nhà họ Bạch tôi cũng luôn đề phòng nhà họ Mạnh. Đúng lúc này một giọng nói thanh thúy vang lên, Tiêu Chính Văn quay lại nhìn, chỉ thấy Bạch Ngọc Trinh đang bay đến. Cô cũng đến à, Tiêu Chính Văn nhìn Bạch Ngọc Trinh nói. Anh Tiêu, chuyến này tôi cố ý đến mời anh tham gia vào Thánh hội Vạn Tông của thành Thiên Đô. Nếu tiện thì tôi muốn đến Thiên Đô cùng với anh Tiêu, Bạch Ngọc Trinh mỉm cười nói. Kể từ sau buổi đại lễ Thiên Sơn lần trước, Bạch Ngọc Trinh đã đi theo đám người Trương Nghĩa trở về nhà họ Bạch. Thật trùng hợp, một ngày trước, nhà họ Bạch nhận được lời mời từ thành Thiên Đô, thế là Bạch Ngọc Trung bèn ngay lập tức nghĩ đến Tiêu Chính Văn. Bây giờ, Điện Thần Long chỉ là một thế lực rất bình thường ở Đông Vực, mặc dù cũng có tư cách tham gia Thánh hội Vạn Tông. Nhưng Bạch Ngọc Trinh lại không ngờ rằng trong phong bao thư mời mà nhà họ Bạch nhận được lại đặc biệt kèm theo một lá thư, hơn nữa là gửi riêng cho Tiêu Chính Văn. Điều này khiến cô ấy vô cùng bất ngờ, vì vậy cô ấy mới đặc biệt đến thành Đại Phong để thông báo tin tức này cho Tiêu Chính Văn. Sau khi cô ấy dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Đặc biệt là Tần Lương Ngọc, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi. Địa vị của thành Thiên Đô ở Đông Vực gần như tương đương với kinh đô thứ hai, nằm trong khu vực trung tâm của Đông Vực. Mặc dù thành Thiên Đô đã mất đi ánh hào quang trước đây do sự biến mất bí ẩn của nhà họ Mạnh, cùng với sự suy tàn của đế vương các, nhưng yếu châu còn hơn khỏe bò. Cho dù đến bây giờ, thành Thiên Đô vẫn là vùng đất mà rất nhiều môn phái ngoài vùng lãnh thổ hướng về. Ngoài ra, thành Thiên Đô có mối quan hệ trăm mối mật thiết với đế Tuấn. Nghe nói năm đó khi đế Tuấn tạo ra vùng ngoài lãnh thổ, đã từng lưu lại một chút tinh khí của mình ở vị trí của thành Thiên Đô. Để chèo chống bầu trời cách biệt với thế giới của vùng ngoài lãnh thổ này. Hơn nữa, rất nhiều trận pháp bí thuật thực ra đều nguồn gốc từ thành Thiên Đô. Vì vậy, trong suy nghĩ của các thế lực khác nhau vùng ngoài lãnh thổ, đến ngày nay thành Thiên Đô vẫn là vùng đất thánh địa bất khả xâm phạm. Tuy rằng vẫn có cách nói khác là thành Thiên Đô chỉ có thể được xưng là song hùng với thành Tử Vi. Mà địa vị lại thua kém xa thành Tử Vi, thế nhưng, cho tới giờ, vẫn không có bất cứ người thừa kế dòng dõi nào đến từ thành Tử Vi. Vì vậy, Thánh hội Vạn Tông cuối cùng vẫn lựa chọn tổ chức tại thành Thiên Đô. Bây giờ, phía bên thành Thiên Đô lại đích thân gửi thư cho Tiêu Chính Văn, điều này đủ để cho thấy rằng đối phương đã chú ý đến Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long. Phải biết rằng, đây chính là Thánh hội Thiên Đô, khác với Thánh hội Bách Tông và Đại hội Vạn Tông thông thường. Ngay cả các chủ Nguyệt Hoa Các của thành Đại Phong và những thế lực như nhà họ Phương cũng không thể lọt vào mắt thành Thiên Đô. Mà bây giờ, thành Thiên Đô lại đích thân gửi thư cho Tiêu Chính Văn, ngoài việc kinh ngạc,
Bạch Ngọc Trinh còn cảm thấy có một luồng khí tức khác thường kèm trong đó. Mặc dù trước giờ Tiêu Chính Văn có chiến tích vô cùng chói lọi, trong thế hệ trẻ, anh hoàn toàn có thể được xưng là người đệ nhất có 102. Tuy nhiên, Thành Thiên Đô luôn ít khi để ý đến thế hệ trẻ, dù sao thì đã có hàng ngàn tài năng trẻ đã bỏ mạng từ thời xa xưa. Người trẻ tuổi không đạt đến một trình độ nhất định, căn bản không thể lọt vào mắt xanh của Thành Thiên Đô. Hơn nữa, Thành Thiên Đô luôn tách biệt với thế giới bên ngoài, không liên minh với bất kỳ gia tộc quý tộc nào, không chịu sự kiểm soát của bất kỳ bên nào, ở vùng ngoài lãnh thổ mà nói, Thành Thiên Đô chính là một sự tồn tại rất đặc biệt. Ngay cả Tần Lương Ngọc cũng không được Thành Thiên Đô coi ra gì, vậy mà họ lại chủ động gửi thư mời cho Tiêu Chính Văn, điều này khiến người khác quá kinh ngạc. Những người như Thần Toán Tử và Lưu Bá Ôn cũng ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ không dám tin. Anh Tiêu, còn có một nhân vật lớn muốn gặp anh trước đó, hơn nữa người này đang ở Vân Lĩnh, phía tây bắc thành Đại Phong. Bạch Ngọc Trinh lại nói. Hả, Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, quay đầu lại nói với Tần Lương Ngọc, chị ở lại Nguyệt Hoa Các nghỉ ngơi trước, tôi đi một lát rồi về. Tần Lương Ngọc vừa mới hồi phục, cơ thể vẫn còn rất yếu, hơn nữa tiếp theo cũng chỉ có thể dựa vào chính bản thân bà ta, từ từ hồi phục, Tiêu Chính Văn căn bản không thể giúp được gì. Mặc dù Tiêu Chính Văn đã dùng thuật nghịch thiên mượn mạng để kéo bà ta trở về từ tay của thần chết, thế nhưng, dù sao cũng đã dạo một vòng bên bờ vực của sự sống và cái chết. Vì vậy, tu vi của Tần Lương Ngọc chắc chắn sẽ bị tổn hại ở một mức độ nhất định, nếu không mau chóng hồi phục thì e rằng cảnh giới cũng sẽ giảm xuống. Sau khi đưa mắt tiễn Tiêu Chính Văn rời đi, Tần Lương Ngọc quay đầu nhìn về phía mấy trưởng lão của Ngọc Khuyết Cung nói, theo thỏa thuận lúc trước của mấy người, giao nghìn cây hoa tử tiêu cho Điện Thần Long. Nếu không gom lại kịp, có thể lấy ra một phần từ Nguyệt Hoa Các để bổ sung cho đủ. Lúc đầu, sở dĩ bà ta muốn để Điện Thần Long đích thân đến lấy hoa tử tiêu, mục đích là muốn một lưới tóm gọn Điện Thần Long. Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, Tần Lương Ngọc không chỉ có thay đổi lớn về ấn tượng của bà đối với Tiêu Chính Văn, mà còn có thiện cảm với Điện Thần Long. Mấy vị trưởng lão của Nguyệt Hoa Các cũng lần lượt gật đầu, nếu không có Điện Thần Long, Nguyệt Hoa Các hôm nay cũng sẽ không còn tồn tại. Vì vậy, cho dù là Ngọc Khuyết Cung hay Nguyệt Hoa Các cũng không có ý kiến gì với quyết định này của Tần Lương Ngọc. Đúng lúc này, trong một ngôi miếu thờ trên đỉnh núi Vân Lĩnh, ba cô gái trẻ đang ở cùng một bà lão, đang ngồi uống trà ở điện trước. Ba cô gái này đều vô cùng xinh đẹp, quả thực giống như tiên nữ giáng trần. Đặc biệt là cô gái ngồi ở hàng đầu, thậm chí dung mạo còn xinh đẹp hơn cả Tần Lương Ngọc. Bà ơi, bà xem huyền quang phía chân trời kia, quả là đẹp như Phật quang có 102, cô gái trẻ đứng ở trước điện, váy trắng như tuyết kéo trải trên mặt đất, một tay chống trên hông, ánh mắt xa xăm nhìn về hướng thành Đại Phong. Lúc này, trong ánh huyền quang phát ra từ phía thành Đại Phong, mỗi một đường sáng đều là cực quang lấp lánh vô cùng, mà một đường cực quang sáng lên đều biểu thị một vị cao thủ đế cảnh đang chết đi. Hai người Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ truy sát đám người A-Dích không hề nương tay, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã có ba người chết dưới giáo của Trần Huy Tổ. Trận đại chiến phía xa đương nhiên cũng nằm trong tầm mắt của ba người trong miếu, chỉ là, mấy cô gái này và bà lão lại không hề để tâm. Theo như bọn họ thấy, chẳng qua chỉ là mấy tên tiểu bối vừa bước vào cảnh giới đế cảnh đang chém giết nhau mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến. Trong mắt cô gái, tính mạng của bọn họ cũng giống như con sâu cái kiến, căn bản không đáng tiếc, ngược lại, nhìn thấy cực quang trên bầu trời lại khiến cho cô ta có cảm giác hưởng thụ. Viên Thiên Canh, điểm nào cũng tốt, chỉ là ra tay quá nhẫn tâm, đối nhân xử thế quá dứt khoát, nếu không, cũng sẽ không đắc tội với huyết tộc rồi bị giam giữ hàng ngàn năm. Cô gái nhìn về phía xa và nói với vẻ xa xăm. Giờ phút này, cô ta giống như một nữ hoàng cao ngạo xa cách, bới móc đủ điều những người đang tham gia trận chiến. Câm miệng, bà lão cau mày mắng nhiếc, Viên Thiên Canh là đạo thuật chí tôn, sao cháu có thể chế nhạo như vậy được? Một cô gái trẻ khác bên cạnh che mặt cười, nói, bà ơi, thực ra cháu lại thấy Nguyệt Nhu sư tỷ nói rất đúng, tên Viên Thiên Canh này chính là không biết ứng biến. Hơn nữa, mấy người mà ông ta truy sát chính là người của gia tộc Ajin Zoro, giết một tên cao thủ đế cảnh mặc dù là dễ nhưng chí ít cũng phải xem thế lực sau lưng người ta chứ. Như câu nói, đánh chó phải nhìn mặt chủ. Lập tức, cô ta quay đầu nhìn về phía một người đàn ông trung niên đang đứng thẳng ở cửa,
cười nói, Kiếm Tôn, nếu là ông, giết Viên Thiên Canh cần mấy chiêu? Một chiêu là đủ, Kiếm Tôn lạnh lùng nói. Nghe thấy vậy, mấy cô gái trẻ lần lượt che mặt bật cười. Trên khuôn mặt bà lão, không những không có nụ cười, ngược lại còn vô cùng nghiêm khắc hướng về phía Nguyệt Nhu và nói, đợi lát nữa khách quý đến, tuyệt đối không được kiêu ngạo như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của bà lão, Nguyệt Nhu cũng chỉ đành gật đầu nói, vâng. Đúng lúc này, trên bầu trời, hai đường dáng đỏ từ xa tiến lại, trong nháy mắt đã tới dưới núi Vân Lĩnh. Bà lão hơi nghiêng người nhìn về phía chân núi, tuy rằng đám người Nguyệt Nhu vẫn còn có chút kiêu ngạo, nhưng lúc này cũng phải kiềm chế lại một chút. Dù sao đến bà lão còn cung kính với người đến như vậy, thân là tỷ nữ, bọn họ đâu dám tỏ ra kiêu ngạo. Không lâu sau, Tiêu Chính Văn và Bạch Ngọc Trinh đến quảng trường nhỏ trước ngôi miếu trên đỉnh núi, lúc Bạch Ngọc Trinh ngẩng đầu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của bà lão, trên khuôn mặt cũng lộ ra một chút kinh hãi. Bà lão trước mặt này hóa ra lại là Thanh Liên, một trong tứ đại thánh nữ thành Thiên Đô. Bà Thanh Liên, sao lại là bà? Bạch Ngọc Trinh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hỏi. Thanh Liên nở một nụ cười nhân hậu, khẽ gật đầu nói, là cô nhóc nhà họ Bạch sao, mấy năm không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp. Nói xong, ánh mắt của Thanh Liên nhìn thẳng về phía Tiêu Chính Văn, hôm nay, tôi chủ yếu là muốn gặp vị thiên tài trong lời đồn này. Tiêu Chính Văn chỉ gật đầu với Thanh Liên, còn Thanh Liên lại hết lời khen ngợi Tiêu Chính Văn, quả nhiên là con cưng của trời. Lời bình luận này của Thanh Liên không khỏi khiến mọi người xung quanh sững sờ, đặc biệt là Nguyệt Nhu lại càng nhìn về phía Thanh Liên một cách khó hiểu. Phải biết rằng, ngay cả Mạnh Phi Vũ, người xuất sắc trong thế hệ trẻ của Thành Thiên Đô cũng chưa từng nhận được lời khen ngợi như vậy của Thanh Liên. Cậu Tiêu, vị này là một trong tứ đại thánh nữ hiện nay của Thành Thiên Đô tôi. Thanh Liên chỉ vào Nguyệt Nhu, giới thiệu cho Tiêu Chính Văn. Nhưng giọng nói vừa dứt, trên mặt Bạch Ngọc Trinh lộ rõ vẻ không vui, nhìn về phía Nguyệt Nhu với ánh mắt lạnh lùng. Nguyệt Nhu cũng quay đầu liếc nhìn Tiêu Chính Văn, theo cô ta thấy, mặc dù Tiêu Chính Văn tiếng tăm lừng lẫy, thế nhưng so với Mạnh Phi Vũ thì vẫn còn kém xa. Đầu tiên, Mạnh Phi Vũ người ta là truyền nhân của nhà họ Mạnh, hiện tại nhà họ Mạnh đã biến mất cả nghìn năm. Trong tay nhà họ Mạnh đang nắm giữ những kiến thức bị thất truyền lớn được lưu truyền từ thời thượng cổ. Hơn nữa, nhà họ Mạnh có nguồn gốc từ nhà họ Khổng, điều đó cũng nói lên rằng ở vùng ngoài lãnh thổ, địa vị của bản thân nhà họ Mạnh chỉ xếp sau có mỗi nhà họ Khổng mà thôi. Hơn nữa, bản thân Mạnh Phi Vũ lại còn là một đệ tử đại đế chính thống dưới trướng nhà họ Khổng, bối cảnh thân phận lớn tới vậy, dù lấy phương diện vào ra để nói thì cũng đều vượt xa Tiêu Chính Văn. Với thực lực hiện tại của hắn, tiền đồ tương lai chắc chắn không có hạn định. Vậy nên thái độ của Nguyệt Nhu đối với Tiêu Chính Văn cũng hết sức lạnh nhạt, chỉ gật đầu mang tính tượng trưng, coi như chào hỏi với Tiêu Chính Văn. Mời vào trong, Thanh Liên nói rồi vẫy tay với Tiêu Chính Văn, một chiếc bàn gỗ trông rất cũ kỹ lập tức xuất hiện bên trong chính điện của miếu thờ, hai cô gái đứng bên cạnh cũng vội vàng mang dụng cụ pha trà tới. Đầu tiên là rót trà thơm cho hai người Tiêu Chính Văn và Bạch Ngọc Trinh, sau đó hai cô gái mới lui sang một bên. Tiêu Chính Văn cũng không bất ngờ, nhấc tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, hương vị thơm mát ngọt dịu, quả nhiên là trà ngon. Nguyệt Nhu ngồi bên cạnh thấy Tiêu Chính Văn còn chẳng buồn chào hỏi, chỉ ngồi đó uống trà thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ không vui. Cô ta vẫn luôn có thiện cảm với Mạnh Phi Vũ, dù gì Mạnh Phi Vũ cũng là hậu nhân của Nho Gia Môn Phiệt. Vậy nên trên phương diện tài năng và học vấn tuyệt đối không phải là thứ mà mấy cậu chủ thế gia thông thường có thể so bì được. Nhớ ban đầu khi Mạnh Phi Vũ đích thân tới Thành Thiên Đô làm khách cũng chẳng thấy Thanh Liên vừa mời trà vừa dọn chỗ ngồi như vậy. Thế nhưng hiện tại, Tiêu Chính Văn lại nhận được đãi ngộ khác biệt như vậy. Cậu Tiêu, dù lần này cậu tới vùng ngoài lãnh thổ là vì chuyện gì thì sau này mọi người đều có thể kết bạn với nhau, chỉ cần ở vùng ngoài lãnh thổ. Chúng ta khó mà tránh được việc thường xuyên đụng mặt. Thanh Liên hiền hậu lên tiếng. Bà cụ khách khí rồi, Tiêu Chính Văn khẽ cười nói. Ngược lại Bạch Ngọc Trinh ngồi bên cạnh lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đừng thấy hiện tại Thanh Liên mặt mày hiền hậu mà lầm, Bạch Ngọc Trinh biết rõ người này tuyệt đối là một nhân vật chém giết quyết đoán. Năm đó, từng có người xâm phạm Thành Thiên Đô, chính Thanh Liên này đã giết chết người đó ngay trong buổi tiệc rượu. Hơn nữa, phần lớn con cháu của các thế gia lớn tới Thành Thiên Đô đều từng đến chào hỏi Thanh Liên,
thế nhưng ngay cả anh trai của Bạch Ngọc Trinh là Bạch Thiên Kiệt cũng chưa từng được đối xử long trọng tới thế. Hai người Tiêu Chính Văn và Thanh Liên vừa nói chuyện vừa thưởng trà, ngắm nhìn cảnh đẹp quanh núi, còn đám người bên cạnh lại chỉ có thể đứng hai bên nhìn theo. Nháy mắt đã một tiếng đồng hồ trôi qua, Tiêu Chính Văn và Thanh Liên vẫn ngồi đó uống trà, không ai chịu lên tiếng trước. Nguyệt Nhu thực sự không thể nhịn được nữa, tiến lên trước một bước nhỏ giọng hỏi, bà ơi, bà đây là, thậm chí ngay cả Nguyệt Nhu cũng không hiểu được những hành động này của Thanh Liên, đáng lý với hạng tiểu bối giống như Tiêu Chính Văn, Thanh Liên không cần phải coi trọng anh như vậy. Dù là những thế tử cậu ấm của mấy thế gia đại tộc kia, ở trước mặt Thanh Liên cũng phải vâng lời răm rắp. Thanh Liên lạnh lùng trừng mắt nhìn Nguyệt Nhu, khiến cho cô ta sợ tới độ vội vàng quay trở lại vị trí cũ, không dám làm phiền nữa. Sau đó, Thanh Liên đặt tách trà xuống, quay đầu cười nói với Tiêu Chính Văn, để cậu Tiêu chê cười rồi. Tiêu Chính Văn chỉ cười không nói, dù gì đây cũng là chuyện nhà của Thanh Liên, bản thân cũng không tiện nhiều lời. Lúc này Thanh Liên mới quay đầu nói với Nguyệt Nhu, có phải cháu cảm thấy rất khó hiểu, tại sao bà lại đối xử đặc biệt với riêng cậu Tiêu như thế? Nguyệt Nhu thấy Tiêu Chính Văn không hề nhìn về phía mình thì mới gật đầu lia lịa. Đây cũng là điểm không thể tiếp nhận nhất trong lòng cô ta. Dù nhìn từ phương diện nào thì Tiêu Chính Văn cũng chẳng có gì khác biệt so với người bình thường, thậm chí về mặt khí thế thì còn kém xa thế tử của một số thế gia đại tộc. Mặc dù ở trong mắt người khác, Tiêu Chính Văn có chiến lực không hề tầm thường, thế nhưng ở thành Thiên Đô mà nói, chiến lực hiện tại của Tiêu Chính Văn căn bản chẳng lọt nổi vào mắt của mấy người bọn họ. Ngược lại Thanh Liên lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn, khẽ cười nói, xem ra gương bát quái dùng cũng coi như thuận lợi. Tiêu Chính Văn nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, gương bát quái đó là thứ anh có được từ trong tay nhà họ Tư Mã, sao Thanh Liên lại biết được? Ý của bà cụ là, Thanh Liên khẽ xua tay nói, Khổng Minh vốn dĩ chính là hậu nhân của thành Thiên Đô chúng tôi, di vật của ông ta giao cho nhà họ Tư Mã ngược lại là lãng phí. Vậy nên cậu yên tâm, tôi không phải tới để đòi lại gương bát quái. Nghe thấy lời này, Nguyệt Nhu không khỏi ngây người, gương bát quái là một bảo vật cực kỳ quý giá, đó là thứ mà Khổng Minh đã quy tụ tâm huyết cả đời để tạo nên. Thành Thiên Đô từng cử người tới tìm kiếm mấy lần, thế nhưng tới cuối cùng vẫn rơi vào trong tay nhà họ Tư Mã. Vì chuyện này, Thành Thiên Đô còn từng mấy lần đàm phán với nhà họ Tư Mã, thế nhưng cuối cùng vẫn bị nhà họ Tư Mã từ chối với đủ loại lý do. Hiện giờ Thanh Liên biết rõ gương bát quái ở trong tay Tiêu Chính Văn mà lại không lấy lại. Gương bát quái vô cùng thần kỳ, để anh ta giữ nó, anh ta có thể điều khiển được hay sao? Nguyệt Nhu thực sự không thể kiềm chế nổi, buột miệng hỏi. Đừng nói là cô ta, ngay cả hai cô gái bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh Liên điềm nhiên mỉm cười, lại xua tay với mấy cô gái kia, ý bảo bọn họ đừng xen lời, sau đó mới khẽ cười nói, thật ra ngay từ lần đầu cậu sử dụng gương bát quái thì tôi đã phát giác ra rồi. Hơn nữa, vừa mới ban nãy, cậu còn dùng nó để cố định thời gian và không gian, tôi nói không sai chứ. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, thế nhưng vẫn chẳng lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận lời nói của Thanh Liên. Thật ra mấy người cũng không cần phải kinh ngạc. Thứ đó không hoàn toàn do Khổng Minh tạo ra, tấm gương bát quái đó vốn dĩ là di vật thuộc về Bát Cảnh Cung. Đạo Đức Thánh Quân năm đó sau khi cưỡi châu đi về phía Tây thì tấm gương bát quái này cũng bị rơi mất, sau này Khổng Minh có được nó thì chỉ thêm mấy tầng trận pháp mà thôi. Nếu như cậu Tiêu dùng thuận lợi, vậy thì vật này sẽ tặng cho cậu Tiêu. Những lời này của Thanh Liên nói ra hết sức thoải mái, thế nhưng lại khiến cho mấy người Nguyệt Nhu sững sờ ngay tức thì. Nếu như gương bát quái thực sự có nguồn gốc lớn tới vậy, vậy thì không phải giống như một thần khí hay sao? Cứ như vậy dùng hai tay dâng thần khí cho người khác. Bà à, gương bát quái này, dù có đòi lại thì ai trong số mấy người có thể phát huy được uy lực của nó, trên mặt Thanh Liên lộ ra vẻ giận dữ, lạnh lùng quát một câu. Mấy người Nguyệt Nhu nghe vậy thì mới lùi sang một bên với vẻ mặt không cam tâm. Gương bát quái rơi vào trong tay nhà họ Tư Mã cả nghìn năm. Ngay cả những cao thủ của nhà họ Tư Mã cũng chẳng thể sử dụng chứ đừng nói là mấy tỷ nữ như bọn họ. Bà cụ, bà gọi tôi tới đây không phải vì chuyện này đấy chứ, Tiêu Chính Văn khẽ cười hỏi. Đương nhiên không phải, lần này tôi tới là có một số thắc mắc muốn xin cậu Tiêu trực tiếp chỉ bảo. Thanh Liên vừa thốt ra lời này, Bạch Ngọc Trinh có hơi chấn động nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Phải biết rằng, thân phận của Thanh Liên cực kỳ cao quý.
cả vùng ngoài lãnh thổ, người có thể khiến cho bà ta nói ra mấy chữ xin chỉ bảo chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng Tiêu Chính Văn mới bao nhiêu tuổi? Hơn nữa anh vừa mới tới ngoài vùng lãnh thổ chưa đầy nửa năm, Thanh Liên lại phải xin Tiêu Chính Văn chỉ bảo. Điều này không còn đơn giản là đang coi trọng Tiêu Chính Văn nữa rồi. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì e rằng Ca Đông Vực sẽ phải chấn động theo. Bà nói cái gì? Xin anh ta chỉ bảo ư? Nguyệt Nhu thậm chí còn có phần không dám tin vào tai mình nữa. Mặc dù Tiêu Chính Văn có thiên phú hơn người, vẫn chưa tới 30 tuổi đã đặt chân tới cảnh giới nhân hoàng cấp 9, thế nhưng chuyện này cũng chưa đủ để khiến cho Thanh Liên phải hạ mình như vậy chứ. Thanh Liên trước đây chính là thánh nữ của Thành Thiên Đô, hiện tại còn là người chủ quản của Thành Thiên Đô, với thân phận của bà ta mà cũng phải xin một tiểu bối tới từ thế tục chỉ bảo. Ngược lại biểu cảm của một tỳ nữ mặc đồ tím đứng bên ngoài cửa miếu thờ từ đầu chí cuối vẫn không hề thay đổi chút nào. Thậm chí ngay cả việc Thanh Liên nói ra mấy lời muốn Tiêu Chính Văn chỉ bảo kia, cô ấy cũng không hề cảm thấy có bất cứ điểm nào không thỏa đáng. Mãi tới lúc này cô ấy vẫn yên tĩnh đứng trước cửa. Tiền bối có điều gì muốn hỏi thì cứ việc lên tiếng, nếu tôi biết thì nhất định sẽ không giấu giếm, Tiêu Chính Văn bình thản nói. To gan, anh dám ăn nói ngông cuồng như vậy ở trước mặt bà ấy. Xem tôi, Nguyệt Nhu thấy Tiêu Chính Văn thật sự coi mấy lời của Thanh Liên là bình thường thì lập tức nổi giận. Nguyệt Nhu, hỗn xược, còn không mau lui xuống, Thanh Liên lạnh lùng quát mắng. Thế nhưng, bà, anh ta quả thực có tư cách đó. Đúng vào lúc này, người phụ nữ vẫn luôn im lặng không nói cuối cùng lên tiếng. Tử Doanh, cô, Nguyệt Nhu nhìn về phía tỷ nữ mặc đồ tím với vẻ khó hiểu. Lùi xuống. Không đợi Nguyệt Nhu nói xong, Thanh Liên đã trầm giọng quát mắng. Nguyệt Nhu thấy trong mắt Thanh Liên lóe lên tia sáng, vậy mà đã có ý định giết người, trong lòng không khỏi trầm xuống, vội vàng ngoan ngoãn lui sang một bên. Cậu Tiêu, tôi có một chuyện không hiểu, vẫn mong cậu Tiêu chỉ dạy cho biết, Thanh Liên hết sức khiêm tốn lên tiếng. Võ thuật hay đạo thuật trong thế gian cũng đều lấy từ trường, chân khí, nguyên khí làm chủ đạo, dĩ nhiên về cơ bản còn có quy chân, hư vô và các đạo cảnh khác. Nhưng cho dù là cái nào cũng đều không thể tách khỏi chân khí và nguyên khí, nhưng trước đây tôi cũng từng thử sử dụng gương bát quái bằng chân khí và nguyên khí nhưng không có phản ứng gì, dù có thể sử dụng uy lực của gương bát quái thì cũng chỉ có thể sử dụng được một chút mà thôi. Không thể tận dụng triệt để sự huyền diệu của nó, không biết cậu Tiêu làm được bằng cách nào. Thanh Liên vừa nói thế, mọi người đều rất ngạc nhiên. Từ những lời của bà ta không khó để nhận ra trước đây Gia Cát Khổng Minh đã có gương bát quái, bản thân Thanh Liên đã từng thử sử dụng gương bát quái này rồi. Tiếc là bà ta chưa thể được như ý nguyện, sau đó mới truyền lại gương bát quái cho Cát Lượng Khổng Minh, nhưng Khổng Minh lại có thể phát huy được sự vi diệu của gương bát quái đến mức cực điểm. Nhưng vẫn không để Thanh Liên hỏi cụ thể cách dùng thế nào thì Khổng Minh đã bị bệnh mà chết, thậm chí ngay cả gương bát quái cũng mất tích. Nếu không nhờ Thanh Liên tự mình lên tiếng, e là đoạn lịch sử này không bao giờ có người biết đến. Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày, thật ra cái này phải nói đến 5 loại khí trong tự nhiên, khí không phải chỉ có chân khí và nguyên khí. Đối với người bình thường thì đúng là thế, nhưng với trận pháp không gian, chân khí và nguyên khí không bao giờ là đủ. Tạo ra không gian hay mở cánh cửa của không gian khác ra thì đều không tách khỏi khí thái sơ, khí thái cực và khí thái thủy. 3 loại khí này có thể định hình không gian mới, cũng có thể là chìa khóa mở cánh cửa không gian khác. Trong gương bát quái không chỉ có trận pháp thời không mà có cả trận pháp không gian và rất nhiều trận pháp không gian liên kết với nhau tạo ra một không gian kỳ lạ. Nếu muốn sử dụng gương bát quái này thì trước tiên phải sử dụng không gian trong gương bát quái mới được, thế nên cần phải dùng đến khí thái sơ và thái thủy. Vạn vật trong vũ trụ thật ra đều được hình thành từ khí thái sơ và thái thủy. Ngay cả nguyên khí cũng không ngoại lệ, mà khí thái cực chính là nguồn cội quan trọng để hợp nhất khí thái sơ và thái thủy. Chính vì tỷ trọng của khí thái sơ và thái thủy khác nhau mới sinh ra chân khí và nguyên khí. Tất nhiên Tiêu Chính Văn không thể nói với Thanh Liên những chi tiết này. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao Tiêu Chính Văn có thể sử dụng gương bát quái dễ dàng đến thế. Khí thái sơ và thái thủy. Bà lão, có 2 loại khí này tồn tại thật sao? Nguyệt Nhu hơi ngờ vực hỏi. Thanh Liên im lặng một lúc lâu mới khẽ gật đầu nói, tất nhiên.
khí thái sơ và thái thủy là cội nguồn của vạn vật, vũ trụ cũng vì thế mà được sinh ra. Dù là thượng đế thời xưa Đế Tuấn cũng không thể tách khỏi khí thái sơ và thái thủy, mà thái cực chỉ là một cơ duyên thay đổi. Hơn nữa sở dĩ Đế Tuấn có thể vẫn nắm được khí vận sau hàng chục ngàn năm chết đi chính là vì khí thái sơ và thái thủy không hề tan biến. Gì cơ, Thanh Liên vừa nói thế, mọi người ở đó đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Ngay cả Đế Tuấn cũng sử dụng khí thái sơ và thái thủy mới có thể nắm chắc khí vận của thế gian ư. Thế chẳng phải nói Tiêu Chính Văn cũng có thể sử dụng hai loại khí này để nắm trong tay khí vận một phương sao? Khí vận là thứ bí ẩn khó lường trước được, không nhìn thấy cũng không sờ vào được nhưng lại liên quan đến sống chết của hàng ngàn người. Nói cách khác, điều mà cửa Phật đã nói không tăng không giảm, không sinh không diệt chính là khí thái sơ và thái thủy này sao? Bạch Ngọc Trinh thuận miệng hỏi. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, cũng có thể nói như thế, khí thái sơ và thái thủy quả thật là bất sinh bất diệt, cơ hội sống và cái chết cũng sinh ra vì sự tiêu tan của hai loại khí này. Nói đến đây Tiêu Chính Văn cũng không nói thêm gì nữa, dù sao nói càng nhiều cũng không có tác dụng gì quá lớn với mấy người Bạch Ngọc Trinh và Thanh Liên. Dù sao muốn sử dụng khí thái sơ và thái thủy thì phải có sự phối hợp của đạo cảnh, nếu không dù biết được nhiều hơn cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của mấy loại khí này. Điều này hệt như một đại sư khí công chỉ dạy cho người bình thường làm sao để cảm nhận được chân khí, nhưng cho dù đại sư khí công có dạy bảo thế nào, người bình thường cũng không thể tiếp thu được cấp bậc đó của đại sư khí công. Sau này các cô cậu tiếp xúc gần hơn với cậu Tiêu, không chừng sẽ có được cơ duyên lớn, Thanh Liên nói thẳng. Vừa nghe thế mấy người Nguyệt Nhi không khỏi ngạc nhiên, nhưng chỉ có Bạch Ngọc Trinh tức giận. Cô ấy nghĩ Tiêu Chính Văn là Bạch Mã hoàng tử của cô ấy. Hầu hết người ở ngoài lãnh thổ đã biết chuyện này, nhất là mấy lãnh đạo cấp cao của các thế lực lớn. Người có địa vị và thân phận như Thanh Liên càng không thể không biết. Nhưng bà ta biết rõ mình và nhà họ Bạch đều có ý với Tiêu Chính Văn, còn muốn xen vào thì cũng bắt nạt người khác quá. Thanh Liên ngược lại không cảm thấy có điều gì bất ổn, Tiêu Chính Văn vốn dĩ đã có gia đình, còn có con trai con gái, vốn dĩ cũng không phải là con rể của nhà họ Bạch. Bạch Ngọc Trịnh có ở đây hay không bà ta cũng không để ý. Từ lâu tôi đã thấy gương bát quái này không tầm thường, hôm nay cậu Tiêu vừa chỉ dạy cuối cùng cũng tỏ rõ sự ngờ vực của tôi, Thanh Liên nói. Cho đến bây giờ Bạch Ngọc Trinh mới hiểu tại sao người có vai vế và địa vị cao như Thanh Liên cũng phải đích thân đến chào hỏi Tiêu Chính Văn. Phải biết rằng, bà ta là đại diện cho thành Thiên Đô. Bề ngoài có vẻ như bà ta luôn thăm dò cách sử dụng của gương bát quái từ Tiêu Chính Văn, nhưng thật ra lại đang thăm dò Tiêu Chính Văn. Với sự lĩnh hội và thành tựu hiện nay của Tiêu Chính Văn, không ai có thể chắc chắn được tương lai sẽ đi đến bước nào. Có lẽ Tiêu Chính Văn sẽ trở thành chí tôn vô song ở ngoài lãnh thổ, đến lúc đó hiệu quả mà bà ta tỏ ra với Tiêu Chính Văn hôm nay sẽ hiển hiện. Thế nên dù là Thanh Liên cũng đang thầm nịnh nọt Tiêu Chính Văn. Sở dĩ Tiêu Chính Văn vẫn luôn nghịch thiên như thế, đối mặt với rất nhiều cường giả nhưng không hề sợ hãi chính là vì sự lĩnh hội của anh đã vượt qua cảnh giới của anh. Nói cách khác anh là người duy nhất đảo ngược đạo cảnh và chiến cảnh. Điều này cũng giống như sự cách biệt giữa sinh viên và học sinh tiểu học vậy, mặc dù về cấp bậc 1 cộng 1 bằng mấy thì sinh viên và học sinh tiểu học cũng đều cùng một đẳng cấp. Nhưng sự hiểu biết về thế giới và xã hội này thì 100 học sinh tiểu học cột lại với nhau cũng không bằng một sinh viên. Đa số võ giả dù đã là cao thủ đế cảnh, cuối cùng cũng chỉ là đang nghiên cứu sự khác biệt giữa chân khí và nguyên khí, dù đến được quy chân cũng vẫn là sự khống chế với hai loại khí này. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn chưa đạt đến đế cảnh đã có thể tùy ý sử dụng khí thái sơ và thái thủy, đây vốn dĩ rất đáng mỉa mai nhưng cũng chính là điểm đáng quý của Tiêu Chính Văn. Bà cụ, tôi cũng có vài thắc mắc, mong bà có thể giải đáp giúp tôi, Tiêu Chính Văn khiêm tốn nói. Đương nhiên có thể, sắc mặt Thanh Liên hiện lên vẻ ân cần. Trước giờ tôi vẫn không hiểu rốt cuộc ngoài lãnh thổ hình thành như thế nào. Thiên đạo minh ước có vai trò ra sao? Tiêu Chính Văn hỏi thẳng. Nói thật thì tôi cũng không biết nhiều về chuyện này, nhưng tôi luôn có ngờ vực về những gì mà thế giới bên ngoài lưu truyền. Những lời liên quan đến việc Đế Tuấn tự tay tạo ra vùng ngoài lãnh thổ. Dù sao năm đó tôi cũng chỉ là một thánh nữ mà thôi, những gì tôi biết rất có hạn, nghe nói chuyện này và nhà họ Cơ, cũng là Cơ Phát Võ Vương, năm đó hợp lực với nhiều thế lực để gây áp lực cho Đế Tuấn.
Cuối cùng Đế Tuấn bị dồn vào đường cùng, tự vẫn có mối quan hệ rất lớn trời đất. Nhưng rốt cuộc bên trong có bao nhiêu ẩn số, tôi cũng không thể biết rõ. Nhưng tôi chỉ biết Cơ Phát Võ Vương năm đó không hề đạo đức, nhân từ như sách sử đã ghi chép. Mà là giành giật thiên hạ của Thương Trụ bằng thủ đoạn hết sức hèn hạ, nhưng vẫn không thỏa mãn với điều này nên mới động đến Đế Tuấn, muốn cướp lấy quyền khống chế của Đế Tuấn. Thế nên mới xuất hiện vô số lần đứt đoạn khí vận trong lịch sử Hoa Quốc. Khí vận là thứ rất quan trọng với Hoa Quốc, mỗi khi khí vận bị cắt đứt thì sẽ xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, đầu tiên là ngũ hồ loạn hoa, hơn nữa liên tiếp mấy lần bị người ngoài tộc xâm chiếm, thậm chí giành lấy quyền kiểm soát thiên hạ. Thế nên Hoa Quốc mới gặp nhiều tai họa như thế, mọi chuyện đều có liên quan đến việc huyết mạch của Nhân Hoàng cuối cùng bị đoạn tuyệt. Dĩ nhiên Nhân Hoàng mà tôi nói là Đế Tân chứ không phải Nhân Hoàng cảnh giới cấp 1. Nghe Thanh Liên nói thế, ngay cả Bạch Ngọc Trinh cũng khá ngạc nhiên. Nhà họ Bạch được truyền từ thời kỳ Tiên Tần, Bạch Ngọc Trinh trước giờ chưa từng nghe được những bí mật này. Nhưng cho dù khí vận hay quốc vận thì cuối cùng đều bị Võ Vương sử dụng, mà mục đích của ông ta lại không thể đạt được, cũng chính là thế gian này chưa bị cơ thị khống chế, có thể là do may mắn. Thế nên giang sơn của nhà họ Cơ không vững chắc, thậm chí 100 năm sau chỉ còn lại trên danh nghĩa. Mà nhà họ Bạch ở các nước cũng mới chỉ vực dậy khi khí vận của nhà họ Cơ sụp đổ. Cái gì? Tiêu Chính Văn sửng sốt nói, ý tiền bối là khí vận của Đại Chu sắp đến nên mới xuất hiện nhà họ Bạch của Tiên Tần. Lẽ nào Đại Chu vốn dĩ là một vương triều không nên xuất hiện sao? Trước có nữ đế là tấm gương. Tiêu Chính Văn mới có thể nghe ra được chút manh mối cực khó phát hiện trong lời nói của Thanh Liên. Thanh Liên không ngờ mình nói ẩn ý như vậy mà Tiêu Chính Văn vẫn nắm được điểm mấu chốt. Anh suy tư hồi lâu rồi nói với Nguyệt Nhu và Tử Doanh, mọi người xuống trước đi. Nguyệt Nhu liếc nhìn Thanh Liên với vẻ mặt không vui, nhưng thân phận của cô ta bây giờ chỉ là thánh nữ ở thành Thiên Đô mà thôi, có một số bí mật cô ta không có quyền được biết. Bạch Ngọc Trinh cũng biết ý đứng lên nói, tiền bối Thanh Liên, tôi ra ngoài đi dạo một lát. Thanh Liên nhìn Bạch Ngọc Trinh nói, ừ, dù sao con gái nhà họ Bạch cũng xuất thân cao quý, đi đi. Sau khi mọi người rời đi, trong địa diện chỉ còn lại Tiêu Chính Văn và Thanh Liên. Thanh Liên nghiêm túc nói, chắc cậu Tiêu đã từng nghe đến Gò Đất Côn Luân rồi phải không? Dấu lớn Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, năm xưa, Nhạc Trung Kỳ đã chết trong Gò Đất Côn Luân vù vì bảo vệ anh. Tôi không biết người trong giới thế tục nhìn nhận Lôi Hải Vô Tận trong Gò Đất Côn Luân như thế nào. Nhưng đó là nơi quy tụ khí vận. Giống như Đế Khư, Thiên Dô, Thần Chủ, Thiên Hà ở vùng ngoài lãnh thổ, đều là nơi quy tụ khí vận. Nơi gọi là Thánh Địa không hề tồn tại. Khi Cơ Phát và Đế Tuấn tranh giành quyền kiểm soát thiên hạ, đã nổ ra một cuộc đại chiến khí vận thảm khốc. Từ đó mới gây rối loạn khí vận trời đất, mới xuất hiện cái gọi là Thánh Địa và Tử Địa. Cho đến hôm nay, tất cả các thế lực đều đang tranh giành thánh địa chỉ vì khí vận. Nghe Thanh Liên nói vậy, Tiêu Chính Văn không khỏi cau mày, nói cách khác, cái mọi người tranh giành chính là quyền kiểm soát thế giới. Ai có được khí vận, người đó có thể kiểm soát mọi thứ. Thanh Liên nặng nề gật đầu nói, đúng vậy, mỗi vị quân vương trong giới thế tục đều phải tiến hành lễ tế trời đất. Chính vì vậy, trước lúc đó, Thái Sơn mới là nơi bắt đầu khí vận của thiên hạ. Nhưng từ sau chiến tranh, khí vận dần trở nên hỗn loạn, trên Thái Sơn không còn khí vận nữa. Trong Thiên Sơn Thư Lục cũng ghi lại quá trình diễn hóa của khí vận, nhưng không chi tiết như những gì Thanh Liên đã nói. Không ngờ, người thật sự có ý đồ xấu xa lại là Cơ Phát Vũ Vương. Nghĩa là mọi điều ghi lại trong sách tre mới là thật. Đế Tân, cũng được gọi là Trụ Vương, không phải một vị vua lẩm cẩm, mà là một vị minh quân hiếm có. Chỉ là không ngờ, trong cuộc viễn chinh của quân Thương, Chu Võ Vương bất ngờ đâm một cú sau lưng Yên Thương. Đối với người bình thường, khí vận cũng là phong thủy, tài vận. Nhưng đối với một quốc gia, đó là quốc vận thịnh suy. Đây cũng là lý do tại sao từ thời Chu, Vương Triều tồn tại không quá 200 năm. Nói đến đây, Thanh Liên khẽ thở dài. Có nghĩa là sau đó đã xảy ra biến cố lớn, Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Đúng vậy. Sau khi Đế Tuấn chết, Võ Vương mới phát hiện ra năng lực của mình không đủ để kiểm soát trời đất. Mà lúc này, mọi thứ đã quá muộn. Hơn nữa, các thế lực ở vùng ngoài vũ trụ cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, điều này gây ra hiện tượng khí vận hỗn loạn.
thậm chí ngay cả Đại Chu cũng bị ảnh hưởng, mãi đến sau này, khí vận chuyển đến phía Tây Bắc, đế quốc Đại Tần mới nổi lên. Bạch Khởi sinh ra từ Thừa Vận, vì vậy, ông ta mới có thể vang danh trời đất. Ngoại trừ ông ta, trong vòng ngàn năm qua, không có một ai sinh ra từ Thừa Vận, vì vậy, cho nên ngay cả Hạng Vũ cũng không thể sánh bằng ông ta. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói cách khác, Bạch Khởi thật sự được thừa kế quốc vận lẽ ra phải thuộc về Đại Chu, mà khí vận thật sự cũng thuộc về nước Tần, cho nên nước Tần mới có thể càn quét khắp nơi. Nhưng sau khi Bạch Khởi chạy đến vùng ngoài lãnh thổ, cũng đồng thời lấy đi khí vậy của Đại Tần, vì vậy, nước Tần nhanh chóng diệt vong. Nghe vậy, Thanh Liên mỉm cười gật đầu nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của Đại Tần. Nhưng từ đó, Thiên Đạo Minh Ước đột nhiên xuất hiện ở vùng ngoài lãnh thổ, còn luôn can thiệp vào khí vận của giới thế tục, thậm chí các vương triều sau Đại Tần đều có bóng dáng của Thiên Đạo Minh Ước. Đọc tiếp tại Tam Linh 247 nhé. Nhà họ Khổng là tay sai của Thiên Đạo Minh Ước, luôn tìm cách chiếm giữ thiên hạ, nhưng đáng tiếc thượng bất chính, hạ tắc loạn. Từ đời Khổng Khâu, những kẻ lòng dạ khó lường như bọn họ đều không được lòng dân. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày nói, mặc dù người nhà họ Khổng thủ đoạn hèn hạ, nhưng trong sử sách của giới thế tục rất khó tìm ra manh mối. Chí ít Khổng Khâu cũng được coi là một vị hiền triết vĩ đại. Thanh Liên nghe vậy liền cười khinh thường, thật ra, những sử sách đó đều là do đệ tử của Khổng Khâu viết nên, nhưng những người không có tài đức gì cả. Dù nói dối cũng đầy khuyết điểm, người ta nói Khổng Khâu đi khắp nơi để học thuật, nhưng cậu đã gặp vị hiền triết nào đi khắp nơi để giảng đạo chưa? Nếu có người thật sự muốn nhập môn, thì nên đi đâu tìm ông ta? Ngay cả Mạnh Tử, đệ tử Khổng Khâu hài lòng nhất, cũng dạy học ở học viện Tế Hạ ở nước Tề mà thôi, tại sao hắn không đi Chu Du? Hả? Tiêu Chính Văn liền nói, mọi chuyện chỉ là cái cớ. Đúng vậy, nếu không Chu Du tứ phương, sao có thể có được bản đồ phòng ngự của nước Lỗ? Lấy được bản đồ phòng ngự, không đi khắp nơi thì sao có thể bán được nước Lỗ với giá tốt? Mãnh Tử đã có tước vị quan lại rồi, còn cần bán nước Tề sao? Vậy mới nói, một người bán nước cầu vinh sao có thể điều khiển thiên hạ thông qua đệ tử môn sinh? Trời không biết nói, nhưng trên thời có thánh đạo, sao có thể để cho một tên phản đồ hại cả thiên hạ? Lời này của Thanh Liên khiến Tiêu Chính Văn tỉnh ngộ. Vậy tiền bối thì sao? Tiêu Chính Văn đột nhiên quay đầu lại nhìn Thanh Liên. Thành Thiên Đô chúng tôi đương nhiên không muốn phản đồ khống chế thiên hạ. Cho nên tôi mới đặc biệt tới đây để gặp cậu. Thành Thiên Đô cũng là nơi quy tụ khí vận. Cái gọi là Thánh Hội Vạn Tông, thực ra cũng chỉ là để tranh giành khí vận mà thôi. Ai có được khí vận của Thành Thiên Đô thì người có sẽ có được thiên vận. Nếu cậu Tiêu có hứng thú, Thành Thiên Đô chúng tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ. Sau này, cậu muốn sử dụng khí vận này như thế nào thì tùy cậu. Thành Thiên Đô chúng tôi chỉ có một yêu cầu, đó là dù thế nào đi nữa, cũng không thể để Thiên Đạo Minh Ước và nhà họ Khổng đạt được ý đồ. Cho đến cuối cùng, Thanh Liên cũng nói thẳng ra những điều trong lòng. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn thấy hơi động lòng. Không cần biết trước đây anh có quen biết Thanh Liên hay không, nhưng ít nhất bọn họ có mục tiêu giống nhau. Cảm ơn sự xem trọng của tiền bối. Lẽ nào tiền bối đến tìm tôi chỉ vì tôi có thể sử dụng gương bát quái? Tiêu Chính Văn nhìn Thanh Liên, hỏi. Cũng không hoàn toàn là như vậy. Thực ra, ngay từ lần cậu tiến vào vùng ngoài lãnh thổ, Thành Thiên Đô chúng tôi đã âm thầm theo dõi cậu rồi. Thanh Liên nói thẳng. Dù sao, mối bất hòa giữa Thành Thiên Đô cũng quá sâu đậm. Vì vậy người kế thừa thật sự Thành Thiên Đô cũng không hy vọng Thiên Đạo Minh Ước kiểm soát thiên hạ. Nhưng bây giờ, nhân tài trong Thành Thiên Đô đang lụi tàn, ở vùng ngoài lãnh thổ, khắp nơi đều là tay sai của nhà họ Khổng, chỉ có Tiêu Chính Văn như đóa sen trong sáng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thành Thiên Đô đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Trước đây, cuộc chiến giữa Tiêu Chính Văn và vùng ngoài lãnh thổ chỉ là cuộc chiến nhỏ. Đương nhiên sẽ không thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng với sự gia nhập Điện Thần Long của Đế Khư, tất cả sẽ không còn là cuộc chiến nhỏ nữa. Nếu không phải Tần Lương Ngọc quá cứng nhắc thì hôm nay sẽ không đến mức độ này. Cậu Tiêu không cần lo lắng về đại đế sau lưng nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng, trong mắt Thành Thiên Đô chúng tôi, hắn chỉ như một con kiến mà thôi, Thiên Liên nói với vẻ đầy sát ý. Không phải Thành Thiên Đô không có cao thủ, mà là xuất hiện Đoạn Tầng. Trong số thế hệ lão luyện, cao thủ nhiều như mây,
nhưng trong thế hệ trẻ, cao thủ lại chẳng tài giỏi gì. Đây chính là điều mà Thanh Liên đang lo lắng. Sau 100 năm nữa, Thành Thiên Đô sẽ có nguy cơ đổi chủ. Vì vậy, Thanh Thiên mới đặt hy vọng của mình vào Tiêu Chính Văn, hy vọng thông qua Tiêu Chính Văn, xoay chuyển được sự suy tàn của Thành Thiên Đô. Tiền bối yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng đến Thành Thiên Đô. Tiêu Chính Văn nghiêm nghị nói. Chưa nói đến ân oán cá nhân, chỉ riêng vì khí vận của Thành Thiên Đô, Tiêu Chính Văn cũng sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn. Vậy tôi xin cảm ơn cậu Tiêu trước. À, sau khi đến Thành Thiên Đô, cậu nhất định phải cẩn thận với đệ tử nhà họ Khổng. Còn nữa, Mạnh Phi Vũ không phải là hậu duệ của nhà họ Mạnh, thậm chí còn không liên quan gì đến nhà họ Mạnh, Thanh Liên trầm giọng dặn dò. Tiêu Chính Văn chắp tay với Thanh Liên, nói cảm ơn tiền bối đã nói cho tôi biết sự thật. Thanh Liên mỉm cười, nói, vậy tôi sẽ tạm thời về Thành Thiên Đô, cung kính chờ đợi cậu Tiêu. Nói xong, bà ta đứng dậy đi về phía ngoài đại điện. Trên đường trở về Trung Đô, Nguyệt Nhu khẽ cau mày, nói với Thanh Liên, bà ơi, sao bà lại tiếp đãi nồng hậu một cách đặc biệt với tên Tiêu Chính Văn kia như vậy? Anh ta chẳng qua chỉ là một kẻ quê mùa từ thế tục đến mà thôi, có thể, ở thế tục anh ta còn được coi là một nhân vật gì đó, nhưng ở vùng ngoài lãnh thổ, anh ta là gì chứ? So với Mạnh Phi Vũ, anh ta còn không xứng xách giày cho người ta. Rõ ràng, Nguyệt Nhu vô cùng bất mãn với Tiêu Chính Văn. Thanh Liên lắc đầu cười nói, đạo lý huyền diệu trong này, mấy đứa căn bản không hiểu được, còn có, mấy ngày nữa, Tiêu Chính Văn sẽ đến Thành Thiên Đô, đến lúc đó, bà sẽ tìm một bên thế lực lớn, sắp xếp cậu ấy vào đó. Có điều, lần này không chỉ là cơ hội của cậu ấy, mà cũng là cơ duyên của mấy người mấy đứa, có nắm bắt được hay không đều phụ thuộc vào bản thân mấy đứa. Thanh Liên căn bản không để ý đến Nguyệt Nhu mà là giải thích với mấy người tỷ nữ. Một khi Tiêu Chính Văn có được vận khí của Thành Thiên Đô, khi có thêm vận khí, tiền đồ của Tiêu Chính Văn sẽ càng vô hạn. Đến lúc đó, sẽ không phải là Tiêu Chính Văn thỉnh cầu Thành Thiên Đô nữa mà là Thành Thiên Đô phải nhìn sắc mặt của Tiêu Chính Văn. Mối quan hệ mạnh mẽ trong này, Thanh Liên sao có thể giải thích với mấy người tỷ nữ? Bọn cháu hiểu rồi, Tử Doanh là người đầu tiên đáp lại lời Thanh Liên, còn Nguyệt Nhu và những tỷ nữ khác lại không mở miệng. Thậm chí Nguyệt Nhu còn liếc nhìn Tử Doanh với vẻ mặt chế giễu. Suy cho cùng, thân phận hiện tại của Nguyệt Nhu là thánh nữ, đã khác hẳn với những người tỷ nữ bình thường rồi, chỉ cần cô ta không chấp nhận Tiêu Chính Văn hoặc cố ý làm khó Tiêu Chính Văn, ai dám không nghe theo. Nhưng chỉ có Tử Doanh, cô nhóc không biết sống chết này dám đứng ra làm trái ý cô ta. Cho dù anh ta có không tầm thường đến đâu, cũng không thể so sánh được với một ngón chân của Mạnh Phi Vũ. Tử Doanh à Tử Doanh, nếu cô đã muốn tìm tới cái chết, vậy tôi sẽ vui vẻ cho cô được toại nguyện. Nguyệt Nhu thầm lẩm bẩm trong lòng một câu. Thánh nữ của Thành Thiên Đô từ xưa đến nay đều là do tỷ nữ có sắc đẹp xuất chúng nhất đảm nhiệm, vốn dĩ chỗ ngồi của Nguyệt Nhu đã ngồi rất vững rồi, thế nhưng sự xuất hiện của Tử Doanh lại khiến cô ta lờ mờ cảm nhận được một chút nguy cơ. Nếu không phải Tử Doanh tiến vào Thành Thiên Đô muộn hơn cô ta hơn trăm năm thì hôm nay vị trí thánh nữ này, cô ta nhất định phải thoái vị nhường ngôi. Vì vậy, từ trước đến nay, Tử Doanh chính là cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt cô ta. Cộng thêm chuyện về Tiêu Chính Văn, Tử Doanh lại công khai làm ngược lại với mình, cô ta càng hận không thể bắt lỗi của Tử Doanh và đưa cô ấy vào chỗ chết. Lúc này, Tiêu Chính Văn và Bạch Ngọc Trinh đã trở về Nguyệt Hoa Các. Sau khi nghỉ ngơi, tình trạng của Tần Lương Ngọc đã dần được cải thiện. Long Ngao, cậu lập tức trở về Điện Thần Long. Sắp xếp một chút, bảo Long Hình và Long Nguyệt cùng cậu đi đến Thành Thiên Đô một chuyến. Tiêu Chính Văn trở lại Nguyệt Hoa Các bèn bắt đầu bày binh bố trận. Lần tới Thành Thiên Đô này là cực kỳ quan trọng đối với Điện Thần Long và giới thế tục, vận khí của Trung Đô nhất định phải đoạt về tay. Hơn nữa, Thành Đại Phong hiện tại thực sự đã ngả về phía thế tục rồi. Cũng không cần phí nhiều thời gian ở Thành Đại Phong nữa, vì vậy, Tiêu Chính Văn mới đặt mục tiêu tiếp theo ở Thành Thiên Đô. Anh Tiêu, Nguyệt Nhu dường như rất có thành kiến với anh. Vừa rồi khi anh nói chuyện với tiền bối Thanh Liên, Nguyệt Nhu đã nói rất nhiều lời bất kính. Bạch Ngọc Trinh vội vàng nhắc nhở Tiêu Chính Văn một câu. Lúc nãy ở ngoài miếu, Nguyệt Nhu đã nói rất nhiều lời chống lại Tiêu Chính Văn, thậm chí còn phao tin rằng Tiêu Chính Văn sẽ bị nhấn chìm trong biển người khi đến Thành Thiên Đô. Nhưng hàm ý trong lời nói của cô ta tuyệt đối không phải là Thành Thiên Đô người tài vô số,
Tiêu Chính Văn đến đó cũng giống như người bình thường, mà là lời nói ngoài môi, không có ý gì sâu xa. Cô đang nói đến tỷ nữ áo trắng bên cạnh Thanh Liên sao? Tần Lương Ngọc đột nhiên chen lời. Đúng vậy, chính là cô ta. Bạch Ngọc Trinh gật đầu lia lịa. Người phụ nữ này cực kỳ khó đối phó, thậm chí nhiều cao thủ cảnh giới đại đế đều không dám tùy tiện đắc tội với cô ta. Hơn nữa, ta còn nghe nói, mấy năm trước, Thanh Liên đã thăng cấp cho cô ta lên Thánh Nữ Thiên Đô. Kể từ đó, cô ta càng trở nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì, trên mặt của Tần Lương Ngọc cũng mang theo chút sợ hãi, nói. Tần Lương Ngọc thân là đại đế một phương, cũng nắm giữ thành Đại Phong, mặc dù trên danh nghĩa không phải là thành chủ, nhưng ở thành Đại Phong, tuyệt đối là sự tồn tại nhất ngôn cửu đỉnh. Ngay cả Tần Lương Ngọc cũng e sợ cô ta như vậy, điều đó đủ để cho thấy Nguyệt Nhu không hề đơn giản. Bà cũng biết cô ta à? Tiêu Chính Văn kinh ngạc, hỏi. Chỉ gặp mấy lần thôi, người phụ nữ này trời sinh đã rất khó ưa. Dù đi đến đâu, cũng đều mang một cảm giác ưu việt, tự cho mình tài trí hơn người. Hơn nữa, do địa vị của cô ta đặc biệt, là tỷ nữ bên cạnh tiền bối Thanh Liên, vì vậy, những thế lực lớn trong thành Thiên Đô gần như đều có chút dây mơ dễ má với cô ta. Ở thành Thiên Đô mà nói, cô ta có thể coi là một nhân vật khôn khéo, thậm chí rất nhiều cuộc tranh đấu giữa các thế lực lớn cũng có thể được hóa giải thông qua cô ta. Ngay cả nhiều lãnh đạo cấp cao trong thành Thiên Đô cũng đều phải đối xử nhã nhặn với cô ta. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại không biết tự trọng giữ mình. Nghe nói cô ta có bê bối tai tiếng với nhiều thế tử của các thế lực lớn. Hơn nữa, bởi vì ngoại hình xuất chúng, có không ít thế tử đã không từ thủ đoạn, giở mọi mánh khóe để có thể giành được niềm vui của cô ta, cùng cô ta trải qua đêm xuân. Từng có thế tử của hai phía thế lực lớn, bởi vì cô ta nên đã đánh nhau tàn nhẫn, mà một người trong đó còn chết thảm tại trận, lúc đó, hai thế lực lớn đã suýt chút nữa xung đột bạo lực, có điều, cuối cùng được nhà họ Khổng áp chế lại. Tần Ngọc Lương nói với vẻ đăm chiêu. Ồ, nhà họ Khổng cũng có sức ảnh hưởng lớn như vậy ở thành Thiên Đô sao? Tiêu Chính Văn tò mò nói. Đương nhiên, thành Thiên Đô chính là kinh đô phụ của Đông Vực, nhà họ Khổng làm sao có thể từ bỏ ở đó. Môn phái lớn nhất ở thành Thiên Đô Tề Thiên Thư Viện chính là thế lực của nhà họ Khổng. Nghe nói, trong Tề Thiên Thư Viện còn có cao thủ đế quân cấp một trấn giữ. Nhưng cho dù như vậy, quyền hành của thành Thiên Đô cũng không nằm trong tay nhà họ Khổng. So với thành Đại Phong, thế lực của nhà họ Khổng ở thành Thiên Đô yếu hơn rất nhiều, chỉ là mọi người đều để bọn họ có chút thể diện, không muốn trở mặt mà thôi. Tần Lương Ngọc lại giải thích. Ừ, tôi hiểu rồi. Các người cố gắng ở đây dưỡng thương, tôi đến thành Thiên Đô một chuyến, Tiêu Chính Văn lại căn dặn đơn giản mấy câu với mọi người, sau đó đứng dậy và nhanh chóng đến thành Thiên Đô. Lúc này, hai người Khổng Thế Phương và Tư Mã Huy đang không ngừng đuổi về phía thành Đại Phong. Khi đến thành Đại Phong, tuyệt đối không được xảy ra tranh chấp nữa, chỉ cần mời cậu ta về, việc này sẽ kết thúc. Khổng Thế Phương nói với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Thành Thiên Đô bắt đầu xây dựng vào năm nào tháng nào, đã không có cách nào khảo chứng. Nhưng trong toàn bộ Đông Vực, đây là một thành trì cực kỳ cổ xưa. Thậm chí còn có tin đồn rằng, năm đó, khi Đế Tuấn làm thiên đế, kinh đô chính là vùng đất này. Vì vậy, cho đến nay, ở Đông Vực mà nói, thành Thiên Đô luôn là một thành trì lớn cực kỳ phồn hoa. Cũng chính vì vậy mà các thế lực khác nhau đều lập chi nhánh ở đây. Cho dù là mấy thế gia hoàng tộc lớn hay là nhà họ Khổng, đều lựa chọn và cử không ít đệ tử tinh anh đến thường trú ở vùng đất này. So sánh với nó, thành Đại Phong quả thực nhỏ bé và đổ nát như một vùng nông thôn. Lúc này, Nguyệt Nhu đang đứng trước cổng phía đông của thành Thiên Đô, sốt ruột nhìn về phía xa. Hôm nay, cô ta cố ý thay một chiếc váy dài bằng vải voan mỏng, hơn nữa còn đeo mạng che mặt màu trắng. Thánh nữ Thiên Đô xuất hiện ở đây. Đương nhiên sẽ thu hút ánh mắt của vô số người. Phía sau cô ta, Tử Doanh hệt như trước, vẫn mặc một chiếc váy dài màu tím, nhưng nhìn có vẻ dịu dàng hơn Nguyệt Nhu mấy phần. Hai đại mỹ nữ cực phẩm của cả thành Thiên Đô cùng đồng thời xuất hiện ở cửa phía đông, điều này cũng đã gây ra không ít chấn động trong thành Thiên Đô. Hừ, thật sự không hiểu nổi tại sao bà lại yêu mến tên Tiêu Chính Văn kia như vậy. Nguyệt Nhu nghiến chặt răng bạc, nói với vẻ vô cùng bất mãn. Cô ta là thánh nữ của thành Thiên Đô, ngay cả lãnh đạo cấp cao của nhiều thế lực lớn đều phải đối đãi đặc biệt với cô ta,
vậy mà bây giờ lại đứng đây đợi Tiêu Chính Văn, quả thực khiến cô ta không thể chấp nhận nổi. Nếu không phải bị Thanh Liên khiển trách trên đường trở về thì cô ta đã không thèm bận tâm đến Tiêu Chính Văn. Ngược lại, Tử Doanh ở bên cạnh lại mang vẻ mặt khá lãnh đạm, nhìn về phía Thành Đại Phong không chút vội vàng sốt ruột. Không lâu sau, bóng dáng của Tiêu Chính Văn cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tử Doanh là người đầu tiên tiến lên đón, chắp tay lại chào Tiêu Chính Văn và nói, tiểu nữ Tử Doanh chào anh Tiêu. Chào mừng anh Tiêu đến Thành Thiên Đô. Nguyệt Nhu cau mày, lạnh lùng ra lệnh với Tử Doanh, Tử Doanh, cô đưa anh ta đến Thiên Cung Bắc Cực. Tôi còn có việc phải làm, thứ lỗi không thể đi cùng. Thấy Nguyệt Nhu phất ống tay áo quay người định rời đi, Tử Doanh vội vàng tiến lên trước, cười nói, anh Tiêu, sư tỷ Nguyệt Nhu là một người nóng vội, anh tuyệt đối đừng chấp nhặt. Tiêu Chính Văn xua tay nói, không sao. Lúc này Tử Doanh mới chậm rãi bước tới trước mặt Tiêu Chính Văn, nói, anh Tiêu, thế lực bên trong Thành Thiên Đô rắc rối phức tạp, ý của bà là bảo anh ở lại Thiên Cung Bắc Cực tạm đã. Mời anh Tiêu đi theo tôi. Rất rõ ràng, Thanh Liên đã sắp xếp ổn thỏa hết tất cả từ trước. Tiêu Chính Văn cũng không nói gì nhiều, đi theo Tử Doanh tiến về phía Thiên Cung Bắc Cực. Anh Tiêu, sau này ở Thành Thiên Đô, vẫn mong anh giúp đỡ nhiều ạ. Tử Doanh có nhãn lực hơn người, hơn nữa tâm tư cũng tỉ mỉ. Theo lý thường mà nói, cô ta mới là chủ nhân của Thành Thiên Đô, nên chăm sóc cho Tiêu Chính Văn mới phải. Thế nhưng cô ta vừa mở miệng đã nhờ cậy Tiêu Chính Văn giúp đỡ, điều này vô hình chung vừa đề cao giá trị của Tiêu Chính Văn, cũng vừa chuẩn bị trước cho sau này. Người mà ngay cả Thanh Liên cũng phải đối đãi lịch sự sẽ là một nhân vật bình thường hay sao? Thanh Liên trải qua nghìn năm, có nhân vật lớn nào là chưa từng được gặp, dù là Bạch Khởi tới Thành Thiên Đô thì cũng phải tới hành lễ chào hỏi Thanh Liên trước. Thế nhưng ở bên ngoài Thành Đại Phong, cô ta đã tận mắt chứng kiến Thanh Liên chắp tay hành lễ với Tiêu Chính Văn trước. Mặc dù đây chỉ là một hành động rất nhỏ, thế nhưng lại thu hút sự chú ý của Tử Doanh, người giống như vậy thì sao lại không bằng Mạnh Phi Vũ cơ chứ? Nếu đổi lại là Mạnh Phi Vũ, Thanh Liên không những không chủ động chào hỏi mà thậm chí còn chẳng buồn bận tâm tới hắn. Mặc dù ngoài miệng Tiêu Chính Văn không nói gì, thế nhưng trong lòng cũng đang thầm kinh thán. Người phụ nữ trước mắt có bụng dạ sâu không thể lường. Mặc dù Thiên Cung Bắc Cực không được coi là thế lực gì quá lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, thế nhưng bởi vì dựa hơi nhà họ Khổng, vậy nên cũng có thể sống yên ổn hơn một chút. Hơn nữa, không chỉ có một mình anh Tiêu tạm thời ở lại Thiên Cung Bắc Cực, còn có không ít thế tử từ các nơi cũng lựa chọn tạm thời nghỉ lại trong Thiên Cung Bắc Cực. Vừa nói, Tử Doanh vừa giải thích với Tiêu Chính Văn. Dù gì thì vùng ngoài lãnh thổ cũng quá ư rộng lớn. Các thế gia và tông môn lớn nhỏ cũng phải lên tới hàng chục triệu. Không phải tông môn và thế gia nào cũng đều có thể có được một chỗ đứng ở Thành Thiên Đô, vậy nên mỗi khi tới thánh hội của Đô Thành thì những thế gia và tông môn không có chỗ dựa ở Thành Thiên Đô kia sẽ chỉ có thể ở nhờ dưới trướng những thế lực khác ở Thành Thiên Đô. Suốt đường đi, mỗi một nơi đi qua đều có phong cách kiến trúc cổ xưa, hơn nữa diện tích của Thành Thiên Đô còn rất rộng. Vậy nên giữa các kiến trúc đều có khoảng không gian rộng rãi để làm bãi cỏ. Về điểm này thì không biết còn mạnh hơn bao nhiêu lần so với thế tục. Những cửa hàng buôn bán ở nơi này phần lớn đều là sản nghiệp của nhà họ Phương, rất ít khi có thế lực khác kinh doanh ở đây, Tử Doanh chỉ vào những quán rượu quán trà hai bên đường, giới thiệu cho Tiêu Chính Văn. Ồ, nhà họ Phương rất có tầm ảnh hưởng ở Thành Thiên Đô à, Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Không đến mức có tầm ảnh hưởng gì, chẳng qua những thế lực bản địa của Thành Thiên Đô đều chẳng thèm kinh doanh những thứ này, vậy nên nhà họ Phương mới có cơ hội này mà thôi. Nhưng mà, mỗi năm nhà họ Phương đều sẽ phải cống nộp không ít bảo vật cho Thành Thiên Đô, nếu không thì cửa hiệu của bọn họ có thể bị bà thu hồi bất cứ lúc nào. Tử Doanh khẽ cười nói. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, so với việc nói nhà họ Phương nhúng tay vào Thành Thiên Đô. Chỉ bằng nói là Thành Thiên Đô cố ý để chống một số sản nghiệp và giao cho một số thế lực bên ngoài. Nhân cơ hội này thu phí bảo hộ từ những thế lực bên ngoài này. Mà tới cuối cùng những thế lực bên ngoài này có thể ở lại Thành Thiên Đô không thì vẫn chỉ cần một câu nói của Thanh Liên mà thôi. Lại đi qua mười mấy con phố, Tiêu Chính Văn và Tử Doanh mới tới được trước cổng của Thiên Cung Bắc Cực. Tiêu Chính Văn không phải mới lần đầu tiếp xúc với Thiên Cung Bắc Cực. Trước đây mặc dù đôi bên cũng từng có xung đột, thế nhưng sau này cũng dần hóa giải cả rồi. Đây mới là lần đầu anh tới Thiên Cung Bắc Cực,
chỉ riêng cảnh tượng trước cổng chính đã có khí thế phi phàm rồi. Chỉ thấy từng tầng mây tím lượn lờ trên không, cánh cổng cao lớn như thể tiến vào trong mây. Anh Tiêu, nơi này chính là Thiên Cung Bắc Cực, có điều, nơi này, Tử Doanh mới nói được một nửa thì bị một giọng nói phẫn nộ cắt lời. Cút, cùng với một tiếng gầm đầy bực dọc, mấy thanh niên lập tức bay vút ra từ phía trước cổng chính của Thiên Cung Bắc Cực. Người ra tay tung đòn rất mạnh, mấy người bị đánh cơ mạch khắp người dường như đều nứt hết cả. Cũng không tự nhìn xem bản thân có tài cán gì. Bên trong cổng truyền với một tiếng quát lạnh tanh. Còn có thêm lần nào nữa, tôi bảo đảm mấy người sẽ không còn được thấy ánh mặt trời ngày hôm sau. Ngay sau đó lại là một tiếng quát lạnh lùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Chính Văn không khỏi khẽ nhíu mày, bởi vì mấy người kia rõ ràng đều là người bình thường, căn bản không phải là người luyện võ. Mà mấy người bị đánh, sau khi ngã lăn ra đất thì vội vàng bò dậy, hướng về phía cổng của Thiên Cung Bắc Cực mà không ngừng khấu đầu nhận tội. Mấy người này chắc đều là đầy tớ của Lưu Trường An bên phía Tề Thiên Thư Viện, Tử Doanh liếc nhìn mấy người này, tiện miệng giải thích. Thế nhưng bọn họ rõ ràng đều là người bình thường, Tề Thiên Thư Viện tại sao lại dùng người bình thường làm đầy tớ, Tiêu Chính Văn không hiểu lên tiếng. Đừng nói là Tề Thiên Thư Viện, ngay cả những tông môn nhỏ trong thành Đại Phong cũng sẽ không để cho người bình thường đặt chân nửa bước vào trong tông môn. Thực ra những người này vừa là đầy tớ của Tề Thiên Thư Viện, cũng vừa là môn sinh của Tề Thiên Thư Viện, mấy nghìn năm nay, tông môn Khổng Thị đều đang không ngừng bồi dưỡng nho sinh. Đương nhiên những nho sinh này ai nấy cũng đều trói gà không chặt, đợi bọn họ học xong rồi thì sẽ cử tới thế tục gây họa một phương, đồng thời vì bọn họ trói gà không chặt nên cũng dễ dàng kiểm soát. Tử Doanh hết sức nhẫn nại giải thích. Ồ, chả trách mà mấy nghìn năm nay trong thế tục có rất nhiều những kẻ hủ nho. Có điều hành hung trên đường mà cũng không có ai quản lý bọn họ hay sao? Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày hỏi. Dù gì nơi này cũng là thành Thiên Đô, hành hung giữa đường, dù là ở thế tục thì cũng sẽ bị dẫn vào trong cục chấp pháp để dạy dỗ lại một phen. Huống hồ gì những người này dường như đều bị đứt hết cả cơ mạch, sợ rằng cũng chẳng còn sống thêm được bao lâu. Loại chuyện này rất thường xuyên diễn ra ở vùng ngoài lãnh thổ. Dù là người của chấp sự đường thuộc Thiên Cung Bắc Cực thì cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay vào chuyện nhà người khác. Người mặc đồ trắng bên kia chính là chấp sự của Thiên Cung Bắc Cực, tên là Cao Vũ, ở trong Thiên Cung Bắc Cực, địa vị của chấp sự đường rất cao, thế nhưng cũng sẽ không tùy tiện ra tay can dự vào. Chỉ cần không đến mức mất mạng, không giết người phóng hỏa trên địa bàn của Thiên Cung Bắc Cực thì thông thường sẽ không có ai can dự vào. Tử Doanh kiên nhẫn giải thích cho Tiêu Chính Văn. Dẫu sao dù là Tề Thiên Thư Viện hay là Thiên Cung Bắc Cực, đôi bên đều phải nể nang lẫn nhau, loại chuyện nhỏ như đánh đầy tớ của nhà mình, ai sẽ là người lên tiếng. Tiêu Chính Văn nhíu mày sải bước tiến lên trước, đỡ một người trong số đó dậy, chỉ là mạch máu và cơ bắp của người này đều đã đứt hết cả, ngay cả đứng dậy cũng cực kỳ khó khăn. Ồ, ai bảo anh đi lo chuyện bao đồng thế? Đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tiêu Chính Văn lại chẳng buồn để ý mà cứ đỡ người kia dậy, sau đó rút ra hai cây kim châm để nối lại những đoạn mạch và cơ đã bị đứt của người đó. Tại sao bọn họ lại đánh cậu? Tiêu Chính Văn nhìn người trước mặt, trầm giọng hỏi. Ôi, chúng tôi nhận lệnh cắt sửa vườn cây cho người nhà họ Phương, thế nhưng thời tiết quá nóng, lúc này mới muốn tới hậu viện xin người nhà họ Phương ngụm nước, thế nhưng ai ngờ lại bị người nhà họ Phương bắt gặp, đây không phải, nói tới đây. Người đó mặt mày mếu máo, lắc đầu thở dài một hơi. Thật ra chuyện giống như vậy, ở vùng ngoài lãnh thổ đã gặp nhiều thành quen luôn rồi. Ở trong mắt những thế gia này, mạng của đầy tớ giống như cỏ rác, có lúc chỉ vì một ngụm nước hay một bát cơm mà có thể thẳng tay giết chết luôn mấy kẻ đầy tớ này. Nếu như không phải nơi này là Thiên Cung Bắc Cực thì mấy người bọn họ đã mất mạng từ lâu rồi. Vì một ngụm nước mà đánh đứt hết cơ mạch toàn thân mấy người ư? Tiêu Chính Văn hỏi. Trong mắt đã thấp thoáng vẻ phẫn nộ. Ôi, ai bảo chúng tôi là đầy tớ của nhà người ta cơ chứ, thân phận thấp hèn, tùy tiện sử dụng đồ của chủ nhân, không bị giết chết ngay tại chỗ đã là nương tay lắm rồi. Người này lập tức khóc lóc thở than. Hừ, đầy tớ nhà tôi chính là tài sản cá nhân của tôi, muốn giết muốn chém đều do một mình tôi quyết định, trong cổng lại vang lên một giọng nói lạnh lùng. Vừa nói dứt lời. Một tia sáng sắc lạnh đột nhiên lóe lên từ bên trong cổng. Tiêu Chính Văn khẽ vung tay, một tia sáng bạc lóe ra chặn lại tia sáng sắc lạnh kia.
giết người ở trước mặt bản vương ư? Ban nãy là ai ra tay, đứng ra đây, Tiêu Chính Văn lạnh lùng gần giọng. Vừa nói dứt lời, lập tức có mười mấy nam thanh niên ăn mặc như nho sinh xông ra từ trong cổng, bao vây Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn liếc mắt nhìn đám người trước mặt này, thực lực của bọn họ chẳng qua chỉ ở cảnh giới nhân hoàng cấp 1 mà thôi. Trên mặt Lưu Trường An đang cầm quạt giấy trong tay để quạt mắt lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt lóe sáng nhìn Tiêu Chính Văn và tên đầy tớ phía sau lưng anh, lạnh lùng nói, làm sao, thằng danh nhà mày mà cũng dám nhúng tay vào chuyện của thế tử tao sao? Lúc này, trên một tòa cung điện bên trong Thiên Cung Bắc Cực, một ông lão đang hết sức hào hứng nhìn về phía cổng lớn. Ở bên cạnh ông ta còn có mấy nho sĩ thanh niên đang đua nhau bình phẩm về cảnh tượng xảy ra trước cổng. Tên này vừa mới tới đã dám đắc tội với người của Tề Thiên Thư Viện, đúng là không biết tự lượng sức, một văn sĩ trong số đó lên tiếng nói. Theo tôi được biết, Lưu Trường An là cháu trai của Lưu Vũ Ôn, hậu quả của việc đắc tội với Lưu Trường An, dù có là 10 cái mạng của tên này thì cũng không gánh nổi. Hừ, vừa khéo trừ khử được một đối thủ cạnh tranh. Mấy nho sĩ anh một câu tôi một câu bàn tán xôn xao, thế nhưng trong mắt ông lão lại lóe lên tia sáng, khẽ lắc đầu nói, chưa chắc. Bây giờ nói vẫn còn là quá sớm. Ở một bên khác, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Lưu Trường An, nói, bọn họ chỉ muốn uống một ngụm nước của nhà họ Phương mấy người lại đánh cho họ thành tàn phế. Hình như chơi ức hiếp người thái quá rồi nhỉ. Ôi chao, tên này vừa mở miệng đã chụp mũ lên trên đầu Lưu Trường An rồi. Chỉ là mấy tên đầy tớ thôi mà, muốn giết muốn chém, không phải đều do người ta quyết định hay sao? Đây chính là tự cho mình thông minh ngược lại còn bị thông minh hãm hại. Muốn nói lý trước mặt Tề Thiên Thư Viện, chỉ có thể nói rằng cậu ta đã đi sai nước cờ rồi. Mấy nho sinh cười lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, rõ ràng trong mắt bọn họ, mọi sự vùng vẫy của Tiêu Chính Văn đều chẳng có ý nghĩa gì. Lưu Trường An lạnh lùng cười nói, mấy tên đầy tớ mà thôi. Bọn chúng vốn dĩ đã không xứng làm người, dù có giết chết thì cũng là chuyện nhà của Tề Thiên Thư Viện. Đầy tớ của nhà họ Lưu muốn xử lý thế nào cũng chưa đến phiên mày chõ mồm vào. Ồ, vậy có nghĩa là Tề Thiên Thư Viện của bọn mày căn bản không coi mạng của người bình thường như là mạng người à? Tiêu Chính Văn lạnh lùng chất vấn. Hừm, nghe thấy lời này, Lưu Trường An cũng thấy hơi do dự. Dù gì mấy nghìn năm nay, nhà họ Khổng vẫn luôn tự cho mình là nhân nghĩa. Nếu như tiếp lời Tiêu Chính Văn thì sẽ thể hiện rằng thứ gọi là lễ nghĩa liêm sỉ, đạo đức quân tử của Nho gia đều là thứ lừa người. Trách nhiệm lớn như vậy, hắn đâu thể gánh nổi. Cái này vốn dĩ bắt nguồn từ Chu Lễ. Tao chỉ theo đó mà làm, Lưu Trường An đảo mắt, lớn tiếng biện bạch. Dựa theo Chu Lễ mà Khổng Khưu từng sửa đổi, là gia chủ, đương nhiên có thể tùy tiện xử lý đầy tớ nhà mình, thế nhưng Chu Lễ ban đầu lại nghiêm cấm loại hành vi như vậy. Tiêu Chính Văn nghe vậy thì cười lạnh lùng hỏi ngược lại, thứ mày nói là Chu Lễ của nhà họ Khổng hay là Chu Lễ của Cơ Thị Thế? Lời này vừa mới thốt ra, biểu cảm của Lưu Trường An cũng không khỏi đờ ra. Hắn không thể ngờ ở thành Thiên Đô lại có người dám chất vấn Chu Lễ, hơn nữa còn chỉ rõ Chu Lễ của nhà họ Khổng khác với Chu Lễ của Cơ Thị. Nếu đổi lại là trước đây, chỉ cần nhắc tới danh hiệu của Tề Thiên Thư Viện thì đối phương thông thường đều sẽ nể mặt hắn vài phần. Thế nhưng cậu thanh niên trước mặt này rõ ràng không chịu nể nang gì hắn ta. Chuyện nhà họ Khổng bóp méo Chu Lễ, mặc dù không phải là bí mật, thế nhưng mọi người đều biết mà không nói, hiện tại lại bị Tiêu Chính Văn công khai bóp mẽ, vấn đề cũng trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều rồi. Chỉ cần một câu nói không đúng thì sẽ ảnh hưởng tới hình tượng chính trực mà Nho gia xây dựng cả trăm nghìn năm nay. Mày đừng có mà ăn nói linh tinh. Dù là Chu Lễ của nhà nào thì đều xuất phát từ miệng của thánh nhân, không để cho hắn nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã thẳng tay giáng một bạt tai. Bốp, cùng với một tiếng kêu vô cùng vang dội, trên mặt của Lưu Trường An lập tức xuất hiện vết hằn bàn tay cực kỳ rõ ràng. Mặc dù Lưu Trường An là cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng cấp 3, thế nhưng ở trước mặt Tiêu Chính Văn, ngay cả tư cách đánh trả hắn cũng không có nốt. Chỉ một cái tát đã khiến cho hắn văng ra xa 4, 5 mét. Đầu đập thẳng lên trên trụ đá phía bên cạnh. Mày dám đánh tao? Lưu Trường An ôm lấy bên má bị đánh, đứng dậy chỉ vào Tiêu Chính Văn, gầm lên đầy phẫn nộ, tao thấy mày chán sống rồi. Bốp, Lưu Trường An vừa nói dứt lời, lại thêm một cái tát như trời giáng nhắm thẳng xuống mặt hắn, lần này Tiêu Chính Văn lại tăng thêm 2 tầng lực đạo.
ngay cả trụ đá kim cương dày như vại nước phía bên cạnh cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Mặt Lưu Trường An còn bị đánh đến mức máu me đầm đìa. Cùng lúc này, một luồng khí tức của nhân hoàng cấp 7 cũng đột nhiên bộc phát. Dừng tay, chấp sự Cao Vũ của Thiên Cung Bắc Cực đứng bên cạnh lập tức ngăn Tiêu Chính Văn lại. Nơi này chính là Thiên Cung Bắc Cực, bất cứ ai cũng đều không được phép gây chuyện thị phi ở đây, Cao Vũ lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, trầm giọng nói. Mới đầu, ông ta chỉ có thái độ xem kịch hay, xem mấy tên đầy tớ kia bị đánh tàn phế, căn bản không muốn can dự vào chuyện bao đồng này. Thế nhưng nhìn thấy Lưu Trường An của Tề Thiên Thư Viện bị đánh cho nổ đom đóm mắt, sao ông ta còn có thể khoanh tay đứng nhìn được nữa? Người của Tề Thiên Thư Viện mà có bất cứ tổn hại nào gì ở Thiên Cung Bắc Cực thì ông ta đều sẽ phải gánh vác tội trạng không hề nhỏ. Vậy nên vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn định ra tay, Cao Vũ đã lập tức đứng ra chắn đường đi của Tiêu Chính Văn, tránh cho việc Lưu Trường An lại bị đánh thêm. Ông bảo tôi gây chuyện thị phi à? Tiêu Chính Văn bật cười lạnh lùng, sau đó lại tung ra một cái tát từ phía xa. Bốp, cơ thể của Lưu Trường An giống như con quay lượn vòng trên không trung. Mày dừng, bốp, Lưu Trường An vẫn còn chưa đáp đất thì lại bị Tiêu Chính Văn tát cho thêm phát nữa. Dừng tay, không được hành hung, Cao Vũ cuống tới độ ngay cả giọng nói cũng biến đổi, giơ tay ngăn Tiêu Chính Văn lại, nói, rốt cuộc cậu là người của nhà nào? Lẽ nào không biết nơi này chịu sự quản lý của Thiên Cung Bắc Cực? Còn không dừng tay, bốp bốp bốp, lại là ba tiếng vang truyền tới từ phía sau người Cao Vũ. Cả gương mặt Lưu Trường An đã bị đánh hoàn toàn biến dạng, dường như ngay tới bản thân hắn cũng không nhận ra mình nữa. Ông đang bảo tôi dừng tay sao? Tiêu Chính Văn điềm nhiên cười nói. Cậu dám hành hung người khác tới mức bị thương ở Thiên Cung Bắc Cực, có biết chuyện này đã phạm phải điều cấm kỵ của Thiên Cung Bắc Cực hay không? Lúc này Cao Vũ thật sự cuống lên, giơ tay rút kiếm ra, dùng mũi kiếm chỉ vào Tiêu Chính Văn, lớn giọng hô lên. Cấm kỵ! Tiêu Chính Văn nói rồi lại giáng xuống một cái tát nữa, đánh cho Lưu Trường An lọt vào bên trong khe gạch. Không để cho Cao Vũ lên tiếng thêm lần nữa, Tiêu Chính Văn lại giáng thêm một cái tát, mạnh mẽ đánh lên trên mặt Cao Vũ. Bốp, Cao Vũ bị đánh cho lọt vào bên trong lớp gạch nền, tạo ra một cái hố lớn hình người. Lẽ nào ông chưa từng nghe rằng chúng sinh bình đẳng sao? Ban nãy mấy người bọn họ bị đánh cho tàn phế nhưng ông lại chỉ đứng bên cạnh xem kịch hay. Tôi chỉ mới tát hắn một cái mà ông đã nhảy ra nói tôi gây chuyện thị phi. Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn Cao Vũ vừa bò từ trên mặt đất dậy, lạnh lùng nói. Cậu ấy đánh người bình thường, mà cậu ấy lại là đệ tử của Tề Thiên Thư Viện, địa vị, bốp. Tiêu Chính Văn lại giáng xuống thêm một cái tát, đánh cho Cao Vũ văng ra xa 5 mét. Người bình thường thì đáng chết sao? Tiêu Chính Văn tiến lên trước một bước, dẫm lên trên lồng ngực Cao Vũ. Lạnh lùng chất vấn, địa vị. Vậy thì ông thử nói cho tôi nghe xem hắn có địa vị gì. Tề Thiên Thư Viện chính là do nhà họ Khổng lập nên, cậu ấy chính là môn đồ của Khổng Thánh. Cậu ấy giết mấy người bình thường thì có làm sao? Cậu, bốp, Tiêu Chính Văn giơ chân đạp xuống lồng ngực của Cao Vũ, khiến ông ta lọt hẳn vào trong lớp bùn nhão. Tôi không muốn biết hắn có quan hệ thì với Khổng Khưu, tôi chỉ hỏi ông, hắn có địa vị gì? Khi âm thanh xương cốt gãy vụn vang lên, Cao Vũ kinh hoàng nhìn Tiêu Chính Văn, mồ hôi lạnh và máu tươi men theo trán nhỏ xuống bên dưới. Lẽ nào Thiên Cung Bắc Cực mấy người đều là con chó săn của Khổng Thị hay sao? Tiêu Chính Văn lại tăng thêm lực chân, nói. Không, Thiên Cung Bắc Cực chúng tôi, không có liên quan gì với nhà họ Khổng. Cao Vũ lớn tiếng gào lên. Ồ, không có quan hệ gì với nhà họ Khổng. Vậy được. Ông đi đánh cho hắn tàn phế, nếu không thì chân tay của ông sẽ đứt lìa theo đấy, Tiêu Chính Văn chỉ vào Lưu Trường An đã bị đánh cho không còn hình người từ lâu. Cao Vũ nghe vậy thì cả người chợt ngây ngốc, Lưu Trường An là người của Tề Thiên Thư Viện, hơn nữa nhà họ Phương cũng có quan hệ thân thiết với nhà họ Khổng, nếu không cũng sẽ không cử đầy tớ trong nhà tới cắt sửa vườn cây cho nhà họ Phương. Hơn nữa, bối cảnh của Lưu Trường An không hề đơn giản, chỉ cần ông ta dám ra tay. Thế lực sau lưng Lưu Trường An sẽ có thể nghiền cho ông ta ra bã. Thế nhưng nếu như không ra tay, Tiêu Chính Văn sẽ có thể biến ông ta thành phế nhân bất cứ lúc nào. Lúc này, bên trong Thiên Cung Bắc Cực cũng có không ít người chú ý tới tất cả mọi người xảy ra ở cổng, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Chính Văn. Dù gì Thiên Cung Bắc Cực cũng đã tồn tại cả nghìn năm ở thành Thiên Đô,
trước nay vẫn chưa từng có ai dám gây sự trước cổng lớn của Thiên Cung Bắc Cực. Mà lần này không chỉ đánh người của Tề Thiên Thư Viện mà ngay cả chấp sự Cao Vũ của Thiên Cung Bắc Cực cũng bị người ta chà đạp bên dưới gót chân. Kịch hay thực sự chỉ mới bắt đầu thôi, ông lão ngồi bên trên cung điện vừa nở một nụ cười mang ý sâu xa vừa nhận xét. Ông lão nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt hóng hớt, nhưng Tiêu Chính Văn lại không để tâm đến ánh mắt của đám người này mà tự mình bước vào trong cánh cổng của Thiên Cung Bắc Cực. Cao Vũ chỉ đánh vào mặt Lưu Trường An vài cái, thấy Tiêu Chính Văn đi vào Thiên Cung Bắc Cực thì không còn quan tâm đến Lưu Trường An nữa, chỉ thở dài. Thiên Cung Bắc Cực chiếm một khu đất rất rộng, thậm chí cũng không thua kém gì thành Đại Phong, có thể thấy sự rộng lớn của khu vực thành Thiên Đô còn kém xa một thị trấn nhỏ như thành Đại Phong. Anh Tiêu, đã sắp xếp ổn thỏa nơi ở cho anh trong biệt viện số 1 Thiên Tử, mời đi theo tôi. Nói rồi Tử Doanh dẫn Tiêu Chính Văn đi đến chỗ ở đã được sắp xếp cho anh trước đó. Tử Doanh cũng không để tâm lắm đến việc Tiêu Chính Văn vừa đến Thiên Cung Bắc Cực gây ra xung đột với Tề Thiên Thư Viện. Với trí thông minh của cô ấy dĩ nhiên có thể nhìn ra Thanh Liên không chỉ đơn giản là tán thưởng Tiêu Chính Văn mà đằng sau Tiêu Chính Văn có thể có lai lịch khá lớn. Người này cho dù đi đến đâu cũng đều bá đạo như trước. Hơn nữa hàm ý trong mấy lời Thanh Liên nói trước đó cũng đã nói rõ, tương lai sau này của Thành Thiên Đô có thể sẽ không thể tách khỏi Tiêu Chính Văn, thế nên đừng nói Tiêu Chính Văn chỉ đánh Lưu Trường An bị thương, không giết hắn chết ngay tại chỗ cũng đã xem như là nhân từ rồi. Hơn nữa chuyện này chắc chắn sẽ truyền ra ngoài, đến lúc đó Thanh Liên chắc sẽ đứng về phía Tiêu Chính Văn, hoàn toàn không cần một tỷ nữ như cô ấy lo lắng. Anh Tiêu, Thánh hội Vạn Tông sắp diễn ra nên các tông môn lớn ở thành Thiên Đô đang thiếu chỗ ở, do đó anh sẽ ở cùng với một người khác trong căn phòng này, không biết anh Tiêu Chính Văn xua tay nói, không sao. Chỉ là một chỗ ở mà thôi, Tiêu Chính Văn không quá chú trọng. Đây hệt như là quân doanh trong thế tục, khó tránh khỏi có ở chung với vài người trong một khu, Tiêu Chính Văn chinh chiến ở chiến trường đã lâu nên cũng quen với chuyện này. Cảm ơn anh Tiêu. Nhưng người ở chung với anh cũng là một thiên tài thiếu niên, người này họ Vương, tên là Vương Vũ, là hậu duệ của Vương Huyền Sách chiến thần diệt nước Đại Đường. Bây giờ cũng là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 9, nếu ở ngoài lãnh thổ cũng chưa đến 300 tuổi đã có tu vi như vậy đủ để làm người kinh hãi, Tử Doanh lại giới thiệu. Dù sao so với Lý Bạch, Vương Vũ trẻ hơn nhiều, chỉ chưa đến 300 tuổi đã đạt đến nhân hoàng cấp 9, chỉ còn một bước nữa là đến đế cảnh. Nói hắn là thiên tài xuất chúng cũng không quá. Vương Huyền Sách, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, ít nhất người này còn được xem là chính trực trong sách sử, một vị quan văn có thể dẫn mấy mươi người tiêu diệt cả nước đối phương, cũng là nhân vật khiến Tiêu Chính Văn bội phục. Đúng, chỉ là thế lực ở ngoài lãnh thổ của Vương Huyền Sách rất mỏng manh, đến nay nhà họ Vương cũng không phải là gia tộc lớn, đồng thời lại không hợp với nhà họ Khổng nên chưa bị các thế lực lớn thu nạp. Tử Doanh như có điều suy nghĩ nói. Ồ, không dựa vào các thế lực lớn ư, vậy sao hắn lại có tu vi cao đến thế, Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Tiêu Chính Văn vốn dĩ có Thiên Sơn Thư Lục trong tay nên mới có thể có thực lực mạnh ở tuổi này, nhưng Vương Vũ thì lại khác, dù sao Thiên Sơn Thư Lục chỉ có một bộ. Nói rõ ràng hơn thì may mắn của người này khá tốt, trùng hợp đến lúc Hạng Vương chết nên có được một phần truyền thừa của Hạng Vương. Thêm nữa nhà họ Vương cũng có vài căn cơ nên mới có thể có thành tựu trước 300 tuổi. Tử Doanh kiên nhẫn giải thích. Truyền thừa của Hạng Vương dĩ nhiên không cần phải nói nhiều, dù sao Hạng Vũ cũng là một thế hệ truyền kỳ, có thể được ông ta truyền thừa sẽ không kém ai cả. Dù là nhà họ Khổng và các hoàng tộc cũng phải kính nể Hạng Vũ. Hơn nữa bản thân Vương Huyền Sách lại là tướng có tiếng của Đại Đường, dĩ nhiên cũng có chút thế lực. Thật ra 100 năm trước, Vương Vũ có chút danh tiếng ở thành Thiên Đô, nhưng người này hơi cậy tài khinh người, quả thật hiếm thấy người trẻ nào có thể so được với anh ta. Ngay cả bà cũng từng đánh giá người này, nói sau này anh ta sẽ tiền đồ vô lượng. Tử Doanh lại giải thích. Ngay cả Nguyệt Nhu trước giờ luôn kiêu ngạo cũng từng có tâm tư với Vương Vũ, nhưng tiếc là Vương Vũ không có hứng thú với Nguyệt Nhu. Nhưng quan hệ của hai người lại rất phi diệu, là trên mức tình bạn, dưới tình yêu. Hơn nữa nguyên nhân đằng sau mà Vương Vũ có thể đạt đến cảnh giới nhân hoàng cấp 9 ở độ tuổi trẻ như thế cũng không đơn giản như trong tin đồn, nhưng dù thế nào thì thực lực của hắn cũng cao như thế. Hai người vừa đi vừa nói, vô thức đã đến trước cửa biệt viện số 1 Thiên Tự.
Vừa bước vào, Tiêu Chính Văn đã chú ý đến một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sam màu trắng tuyết, ngạo mạn đứng trên mái đỉnh trong sân, liếc nhìn Tiêu Chính Văn và Tử Doanh. Anh chính là Tiêu Chính Văn đến từ Thế Tục nhỉ? Cậu chủ nhà tôi không muốn ở chung với anh nên mong anh có thể đổi một chỗ khác. Một thư đồng mặc áo khoác ngoài vải đen bước đến chặn đường đi của Tiêu Chính Văn và Tử Doanh. Tiêu Chính Văn bình thản gật đầu nói, được. Thấy Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn mình, Tử Doanh vội nói, vậy tôi dẫn anh Tiêu đến biệt viện số 1 địa tự nhé. Nói rồi Tử Doanh nhíu chặt mày nhìn thư đồng và người đàn ông đó, sau đó dẫn Tiêu Chính Văn xoay người đi đến chỗ khác. Đến khi Tiêu Chính Văn đi xa, đàn em của Vương Vũ mới xoay người đi đến trước mái đình. Lúc này xung quanh người đàn ông đó đã bao quanh bởi một luồng khí màu tím như thể có một con rồng con màu tím dài một tấc lượn vòng quanh hắn. Con rồng nhỏ màu tím này là khí tức của rồng, mặc dù khá yếu nhưng đó cũng là khí tức của rồng. Hắn đồng ý sao? Vương Vũ cúi đầu nói với thư đồng. Đồng ý rồi, nhưng gần đây Tiêu Chính Văn khá nổi danh, hơn nữa ngay cả nhà họ Phương trong thành Đại Phong cũng bị hắn chèn ép. Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ cũng gia nhập vào môn phái của hắn, chúng ta càng nên kết bạn với người như thế. Thư đồng cười nói, khó hiểu hỏi. Vương Vũ khinh thường nói, cao thủ đế cảnh của nhà họ Phương có gì giỏi đâu chứ, không đủ nhét kẽ răng, mà Viên Thiên Canh cũng bị nhốt hàng ngàn năm đầu hàng với hắn cũng là vì không còn nơi yên thân. Nhưng đây đều không phải là nguyên nhân chính. Điều khiến tôi không muốn có liên quan gì với hắn là lúc nãy hắn đến Thiên Cung Bắc Cực đã đắc tội với người của Tề Thiên Thư Viện. Nghe nói thế, thư đồng cau mày nói, cậu chủ Lưu Trường An và Cao Vũ không phải là hai nhân vật nhỏ không có trọng lượng sao? Đánh rồi cũng là đánh, họ lại có thể giấy lên sóng gió gì chứ? Ngay cả thư đồng cũng nghĩ Lưu Trường An và Cao Vũ quả thật nên đánh, huống gì bây giờ danh tiếng của Tiêu Chính Văn đang lên, đánh họ thì có thể thế nào? Cậu đâu thể hiểu được bí ẩn ở đây, mặc dù Lưu Trường An chỉ là một học trò bình thường của Tề Thiên Thư Viện, nhưng phía sau Tề Thiên Thư Viện lại là nhà họ Khổng. Ở thành Thiên Đô, mặc dù nhà họ Khổng không được xem là thế lực đứng đầu nhưng cũng chỉ đứng sau thành chủ thành Thiên Đô mà thôi, người hắn đánh không chỉ là Lưu Trường An mà còn là thể diện của nhà họ Khổng. Cậu nghĩ nhà họ Khổng và nhà họ Phương sẽ bỏ qua cho hắn sao? Thế nên mặc dù hắn nhất thời nở mày nở mặt, nhưng sau đó chắc chắn sẽ gặp đại nạn, tiếp xúc quá gần với những người này là gây họa cho bản thân. Hơn nữa Cao Vũ đó cũng không phải là người tầm thường, có thể ngồi vững ở vị trí chấp sự của Thiên Cung Bắc Cực, phía sau không ai chống lưng là điều không thể. Vừa đến Thiên Cung Bắc Cực đã liên tiếp chọc vào hai thế lực lớn, dù Tiêu Chính Văn hắn có bản lĩnh hơn người cũng khó thoát khỏi công đạo. Thế nên không thể kết bạn với kiểu người như hắn. Vương Vũ cười mỉa nói. Hắn vẫn có nghe nói đến căn nguyên của Tiêu Chính Văn, một tên ở ngoài lãnh thổ đến từ thế tục, chiếm được không ít hời từ nhà họ Phương, tự cho mình là vô địch thiên hạ. Với tâm thái của hắn chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu, các thế lực lớn ngoài lãnh thổ cũng sẽ không bỏ qua cho Tiêu Chính Văn. Thế nên Vương Vũ mới bảo thư đồng đuổi Tiêu Chính Văn đi. Trước đó thật ra Vương Vũ vẫn rất mong đợi với Tiêu Chính Văn, thậm chí từng nghĩ nhận cơ hội lần này kết bạn với Tiêu Chính Văn. Nhưng từ lúc Tiêu Chính Văn ra tay đánh Lưu Trường An, hắn đã đánh bay ý nghĩ này, hắn nghĩ hành vi của Tiêu Chính Văn chỉ có hai chữ mới có thể giải thích được, đó là liều lĩnh. Một tên lỗ mãng dù có tài năng đến đâu cũng chắc chắn con đường phía trước sẽ bị chính sự lỗ mãng của hắn ngăn cản, thậm chí vẫn sẽ liên lụy đến những người bên cạnh, thế nên bắt đầu từ đó ấn tượng của Vương Vũ về Tiêu Chính Văn mới giảm sút. Thêm nữa Tiêu Chính Văn không nói nhiều đã chọn đổi phòng ở. Chứng tỏ Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là một tên mềm nắn rắn buông, Vương Vũ cũng càng thêm khinh thường Tiêu Chính Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn và Tử Doanh đi thẳng đến một nơi ở khác, một người đàn ông cao gầy đang vuốt ve một con thú nhỏ kỳ lạ. Chỉ thấy con thú nhỏ có hai cánh, nhưng lại cực kỳ giống một con mèo ba tư, đôi mắt màu vàng thi thoảng lóe lên tia sắc bén. Thấy Tiêu Chính Văn và Tử Doanh, con thú nhỏ đó nhe răng với Tiêu Chính Văn. Đây là thú vân cập, thú đặc biệt của thành Thiên Đô, không có tật xấu gì khác, chỉ sợ người lạ, qua một thời gian làm quen với anh thì sẽ không còn hung dữ nữa, người đàn ông tỏ ý xin lỗi đứng lên nói. Tiêu Chính Văn liếc nhìn con quái thú rồi ngẩng đầu nói với chàng thanh niên, trong này chỉ có một mình anh sao? Chàng thanh niên cười nói, hai, ai bảo tôi nuôi con thú nhỏ này chứ?
người ta đều không muốn ở với tôi. Thế nào, anh muốn ở cùng tôi không? Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Mặc dù con thú nhỏ kia nhìn có chút quái dị, hơn nữa trong mắt còn hiện lên vẻ dữ tợn, nhưng Tiêu Chính Văn có thể cảm nhận được, đó là nỗi sợ đối với người lạ mà thôi. Tốt quá, tôi tên Lý Tử Dương, thế tử nhà họ Lý ở thành Thiên Đô. Từ nay về sau, ở thành Thiên Đô này, tôi sẽ bảo vệ anh. Lý Tử Dương nói xong liền vươn tay về phía Tiêu Chính Văn. Xin chào, tôi tên Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn bắt tay Lý Tử Dương. Lý Tử Dương nhiệt tình kéo Tiêu Chính Văn ngồi xuống, cười tâu toét, cuối cùng cũng có người đồng ý sống cùng tôi rồi. Thời gian này, tôi một ngạt sắp chết rồi, ngay cả người nói chuyện cũng không có. Tiêu Chính Văn lắc đầu cười khổ, tại sao không có ai đồng ý sống cùng anh? Chắc không phải chỉ vì con thú nhỏ này đâu nhỉ? Nếu ở trong giới thế tục thì con thú nhỏ này đã bị bắt rồi mổ xẻ từ lâu rồi. Cho dù thả ở vùng ngoài lãnh thổ thì cũng không thể khiến người ta sợ hãi. Dù sao người ở vùng ngoài lãnh thổ cũng đã từng thấy rất nhiều thứ quái lạ. Ai lại sợ một con thú có vẻ ngoài hung dữ, bên trong lại dễ thương chứ? Anh Tiêu thật biết nói đùa. Thực ra đó chỉ là cái cớ tôi bịa ra mà thôi. Tôi là người ngộ tính kém, ai ở cùng tôi cũng thấy mất mặt, cho nên, nói đến đây, Lý Tử Dương ngượng ngùng cười. Sau đó, lấy từ trong lòng ra một cái bình nhỏ, đặt lên bàn. Đây là rượu hảo hạng ở phường Thiên Nhân, thành Thiên Đô chúng tôi. Nghe nói năm đó, Lý Bạch chỉ uống một ngụm đã khó mà quên đi mùi vị này. Anh có muốn nếm thử không? Lý Tử Dương nói rồi nhét bình rượu vào tay Tiêu Chính Văn. Sau đó quay người chạy đến phòng bên cạnh tìm cốc. Nhìn theo bóng lưng của Lý Tử Dương, Tử Doanh chậm rãi nói, thật ra, nhà họ Lý cũng được coi là một gia tộc có chút tiếng tăm ở thành Thiên Đô. Chỉ là ngộ tính của Lý Tử Dương không đủ, mà tâm tư của anh ta chỉ là ăn uống vui chơi, không quan tâm gì đến võ đạo, nhưng lại rất tốt bụng và lương thiện. Thế gia nhỏ như nhà họ Lý không thể lọt vào mắt của những thế lực lớn, nhưng so với người bình thường, nhà họ Lý ít nhất cũng sống yên ổn thoải mái, không bị ức hiếp. Những người này thường chỉ hoạt động trong thành Thiên Đô, không dễ dàng rời khỏi thành Thiên Đô. Vì vậy, lời nói và hành động của họ đều có phần ngây ngô, mong anh Tiêu đừng trách. Giống như một đứa trẻ chưa từng rời quê hương, tức là không quan tâm đến mọi thứ diễn ra ở thế giới bên ngoài. Nhưng cũng có thế giới quan và giá trị quan riêng trong thế giới của chính mình. Hơn nữa, cho dù có bao nhiêu cám dỗ thì loại người này cũng không thay đổi ý định ban đầu của mình. Vì vậy, cho dù Tiêu Chính Văn có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng Lý Tử Dương vẫn như điếc, không quá kinh ngạc cũng không hề có ý thù địch. Thái độ bình tĩnh của anh ta cũng khiến Tiêu Chính Văn cảm thấy thoải mái. Ừ, nếu không còn chuyện gì khác thì cô về trước đi, Tiêu Chính Văn xua tay với Tử Doanh. Được, anh Tiêu, nếu anh cần gì thì cứ phái người đến thông báo cho tôi là được. Tôi về trước đây, Tử Doanh nói xong liền quay người rời đi. Không lâu sau, Lý Tử Dương bưng ba ly rượu đi ra ngoài, thấy Tử Doanh không còn ở đó, anh ta hơi thất vọng nói, sao mỹ nữ lúc nãy lại đi mất rồi. Mặc dù có khăn che mặt, nhưng từ đôi mắt xinh đẹp của Tử Doanh, Lý Tử Dương vẫn có thể đoán cô ta là một cô gái xinh đẹp. Ừ, cô ấy còn có việc. Tiêu Chính Văn nói vừa. Sau đó lại nhìn con thú nhỏ. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chính Văn nhìn thấy quái thú, nhưng lúc này, nó đã không còn sợ Tiêu Chính Văn như lúc đầu nữa, ánh mắt nó nhìn Tiêu Chính Văn đã dịu dàng đi rất nhiều. Cô ấy đi rồi cũng tốt, trong thành Thiên Đô cũng không thiếu người đẹp, hay là tối nay tôi dẫn anh đi vài vòng nhé. Chắc anh không biết, cô gái từ Ngọc Phụng Lâu ở thành Thiên Đô vô cùng xinh đẹp. Nghe nói. Ngay cả mỹ nữ số một của huyết tộc, Lục Tiểu Thiến cũng không thể so sánh với người ở đó. Lý Tử Dương vừa nói vừa đưa một ly rượu cho Tiêu Chính Văn. Ồ, xem ra anh Lý rất quan tâm đến phương diện này, Tiêu Chính Văn cười nói. Anh Tiêu, anh đừng hiểu lầm, Ngọc Phụng Lâu kia là nơi tao nhã. Bọn họ chỉ bán nghệ chứ không bán thân, Lý Tử Dương nghiêm túc nói. Nghĩa là ngay cả những cô gái trong huyết tộc cũng sẽ đến Ngọc Phụng Lâu bán nghệ sao, Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Lý Tử Dương vừa cười nói vừa rót rượu cho Tiêu Chính Văn, thực ra huyết tộc vẫn luôn bị gạt bỏ khỏi mấy thánh địa lớn. Nếu muốn thu thập tin tức gì, cũng chỉ có thể thông qua cách này mà thôi. Nhưng xét cho cùng, vẫn phải nói ông chủ của Ngọc Phụng Lâu thật không đơn giản.
Ngay cả những cô gái trong huyết tộc cũng bị ông ta dụ dỗ đến thành Thiên Đô, thật không dễ dàng. Dù sao người ngoài cảnh giới đều biết, những cô gái trong huyết tộc đều xinh đẹp tự nhiên, những cô gái bình thường không thể sánh bằng. Đặc biệt là Lục Tiểu Thiến, rất nhiều thế tử đã bị thu hút bởi cô ta. Nhưng thật đáng thương, nghe nói Lục Tiểu Thiến đã chết ở giới thế tục. Hai, đúng là hồng nhan bạc mệnh. Lý Tử Dương thở dài, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu. Đây là sự thật, theo hiểu biết của Tiêu Chính Văn, mối quan hệ giữa huyết tộc và các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ vừa là kẻ thù vừa là bạn bè, nhiều thế lực lớn có ý định trừ khử huyết tộc. Nếu không, một nơi quan trọng như Thành Đại Phong, chắc chắn sẽ có dấu tích của huyết tộc. Sau khi đến Thành Đại Phong, Tiêu Chính Văn cũng đã quan sát cả Thành Đại Phong, nhưng không hề thấy huyết tộc, thậm chí bóng dáng của một người huyết tộc cũng không có. Có thể mời con gái huyết tộc đến quán rượu biểu diễn, chắc chắn phải có thế gia chống đỡ. Hay là tối nay tôi gọi thêm mấy người bạn nữa. Chúng ta cùng nhau đến Ngọc Phụng Lâu uống không say không về, được không? Lý Tử Dương đột nhiên đề nghị. Tiêu Chính Văn khẽ xua tay đáp, tôi không có hứng thú với loại ăn chơi này, tôi không đi đâu. Dù là ở giới thế tục, Tiêu Chính Văn cũng chưa từng đến những nơi như vậy. Xét cho cùng, là quân nhân. Kiêng sợ nhất là nữ sắc. Hơn nữa, một khi đã đến nơi như vậy, chắc chắn sẽ vì tranh giành người đẹp mà đánh nhau, Tiêu Chính Văn không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn gặp rắc rối. Đừng mà, dù thế nào thì hôm nay anh cũng phải nể mặt tôi, hơn nữa, đến Thành Thiên Đô một chuyến, không thể chỉ vì Thánh Hội Vạn Tông gì đó được. Thành Thiên Đô không chỉ là thủ đô thứ hai của Đông Vực, mà ở vùng ngoài lãnh thổ, đây còn là một trong những nơi thịnh vượng nhất. Đặc biệt, Ngọc Phụng Lâu là nơi nổi tiếng ở Thành Thiên Đô. Nếu không tiện đường đi một chuyến thì thật thiệt thòi. Chắc anh không biết, ở Thành Thiên Đô, còn có thể đặt cược bảo vật. Nếu không có bảo vật hoặc thần binh để đặt cược thì cũng có thể sử dụng hoa tử tiêu. Lý Tử Dương khoa tay múa chân nói. Ồ, còn có thể đặt cược bảo vật, Tiêu Chính Văn kinh ngạc nhìn Lý Tử Dương. Cược bảo vật là một trong những điều đặc sắc nhất ở Thành Thiên Đô. Không có bảo vật thì có thể sử dụng hoa cỏ lạ, nếu không có hoa cỏ lạ thì còn có thể dùng trận pháp để đặt cược. Dù sao cũng có rất nhiều cách chơi. Nếu không, sao trận pháp ở vùng ngoài lãnh thổ có thể lan truyền rộng rãi đến vậy? Anh biết nhà họ Khổng có một loại bí thuật tên hóa ảnh vô hình không? Nghe nói, trước đây Khổng Khâu đã đặt cược và giành được bí thuật này ở Thành Thiên Đô. Có một số quyển cổ của nhà họ bọn đều thông qua cách này để lấy được. Nếu không, nhà họ Khổng lấy đâu ra nhiều quyển trúc cổ như vậy? Lý Tiểu Dương vừa nói vừa lắc đầu. Nói vậy chẳng phải Ngọc Phụng Lâu kia thu thập được rất nhiều bí thuật cổ, mắt Tiêu Chính Văn sáng lên. Điều này thì không chắc, dù sao vật cược đều là do người đánh cược mang tới, bọn họ gần như không có quyền xem qua. Hơn nữa, cho dù nhìn vài lần, thì ai có thể nhớ được? Lý Tử Dương khẽ lắc đầu. Về việc Ngọc Phụng Lâu có dở trò gì không thì không ai có thể phán đoán được. Nào, chúng ta uống rượu, Lý Tử Dương nâng ly, kính Tiêu Chính Văn. Hai người vừa đặt ly rượu xuống, phía xa đã truyền đến một tiếng chuông nặng nề. Mẹ nó, thật mất hứng, nghe thấy tiếng chuông này, Lý Tử Dương liền mắng chửi. Anh Lý, có chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn nhìn Lý Tử Dương với vẻ khó hiểu. Hai, từ khi vị thiên tài kia đến, cứ ba hai ngày lại tổ chức lễ giảng đạo lý gì đó. Thật phiền phức, Lý Tử Dương bất mãn nói. Thiên tài, ý anh là Vương Vũ, hậu duệ của Vương Huyền Sách, Tiêu Chính Văn hỏi. Đúng, chính là người này. Ngoại trừ hắn ra thì còn ai có thể làm trò này ở Thiên Cung Bắc Cực chứ? Lý Tử Dương nói với vẻ mặt cực kỳ không hài lòng. Thực ra, Vương Vũ ban đầu đến Thiên Cung Bắc Cực chỉ là đến ở nhờ. Dù sao thế lực của nhà họ Vương ở Thành Thiên Đô gần như bị xem nhẹ, loại người giống như hắn ta, nếu không ở nhờ dưới trướng của một thế lực lớn nào đó thì rất có khả năng sẽ bị người âm mưu tính kế. Suy cho cùng, thiên tài cũng có nỗi khổ của thiên tài, bất cứ thiên tài nào không có gốc rễ chống lưng, sẽ luôn chịu áp lực lớn của một số thế lực lớn, thậm chí sẽ trở thành bàn đạp cho người nối dõi của một thế lực lớn nào đó thăng chức. Mà Vương Vũ lại nhờ tài năng thiên bẩm trở thành người thầy đặc biệt của Thiên Cung Bắc Cực, chuyên giảng bài cho một số đệ tử mới nhập môn hoặc con em của các thế gia đang tạm sinh sống ở Thiên Cung Bắc Cực. Ôi dào, ai bảo người ta tài năng thiên bẩm cao, chỉ cần hắn ta mở lớp,
đừng nói những môn đồ đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực này, ngay cả không ít thế hệ trẻ tuổi sống nhờ ở đây cũng đều đến nghe hắn ta giảng bài. Lý Tử Dương có chút chua xót, nói. Điều quá đáng nhất là chỉ cần là lúc hắn ta giảng bài, nhất định phải đợi mấy người có mối quan hệ tốt với hắn ta dùng bữa tối trước, sau đó mới có thể đến lượt những người khác. Tên của chúng tôi luôn luôn là lượt cuối cùng, thực ra chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi. Cho dù nhà họ Lý chúng tôi không phải là giàu sang quyền quý, nhưng cũng không thua bát cơm nhạt kia của hắn ta. Có điều, vấn đề là dựa vào cái gì mà chúng tôi lại phải thua kém người khác. Lý Tử Dương càng nói càng tức giận, đến cuối cùng, ném mạnh ly rượu xuống đất. Tiêu Chính Văn thấy Lý Tử Dương tức giận đến mức dậm chân đấm ngực, nhịn không được mà bật cười, nói, không vừa mắt hắn ta thì tránh xa ra là được rồi, việc gì phải tức giận vì một người như vậy. Ôi dào, tôi muốn tránh ra lắm, vấn đề là theo quy định của Thiên Cung Bắc Cực, những người bọn tôi phải ở nhờ ở đây, không có quyền lựa chọn, bắt buộc phải đi. Thật ra là muốn nhân cơ hội hạ thấp uy phong của bọn tôi, còn dựng lên mục đích tốt đẹp cùng nhau tiến bộ. Tôi nghĩ nếu còn nghe hắn ta giảng thêm vài lần nữa, tiến bộ hay không thì không biết, chứ càng nghe càng tức hộc máu. Lý Tử Dương thu dọn rượu và thức ăn trên bàn đá với vẻ mặt không cam tâm tình nguyện. Kệ đi, hà tất phải tính toán chi li những chuyện vụn vặt như vậy, đi, tôi và anh cùng qua đó. Tiêu Chính Văn nói xong, vỗ vai Lý Tử Dương. Hai người đi ra ngoài cửa. Khi bọn họ đến hiện trường, trong đó sớm đã đông nghịt người. Suy cho cùng, đại hội Vạn Tông lần này khác với những lần trước đây, lần này để tranh đoạt vận khí của thành Thiên Đô, vì vậy, hàng vạn môn phái lớn bé của cả Đông Vực đều phái đệ tử đến đây. Ở Thiên Cung Bắc Cực cũng là địa điểm tụ họp của Nho Giáo và nhà họ Khổng, vì vậy, đừng thấy sức ảnh hưởng của Thiên Cung Bắc Cực ở thành Thiên Đô không lớn mà lầm. Đệ tử các môn phái ở nhờ tại đây lại nhiều nhất. Hơn nữa, trong thế hệ trẻ tuổi, Vương Vũ quả thực có uy danh cực cao, tiếng tăm vang xa, vì vậy khi nghe nói là hắn ta sẽ lên lớp giảng bài, không ít thế hệ trẻ tuổi đã chạy đến hội trường trước, chiếm những chỗ ngồi phía đầu. Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương cũng chỉ đành tìm một chỗ ngồi ở bên cánh rìa và ngồi xuống. Trên khán đài, Vương Vũ phong thái ngạo nghễ mang vẻ uy nghi khó tả. Cao giọng nói với những người phía dưới, đạo trời bất nhân, coi vạn vật đều là rơm rác. Người trong thiên hạ đều cho rằng đạo trời tàn nhẫn, nhưng tôi lại cảm thấy đây chính là tình yêu và lòng nhân từ lớn của đạo trời. Ngẩng đầu nhìn Vương Vũ nước bọt tung tóe trên khán đài, Lý Tử Dương khịt mũi khinh bỉ, nói, xì. Cái quái gì vậy, lại còn tình yêu và lòng nhân từ. Chỉ là, ngoại trừ hắn và Tiêu Chính Văn, tất cả mọi người có mặt đều chăm chú lắng nghe. Giống như sợ rằng sẽ bỏ sót từng chữ vậy. Đối với Lý Tử Dương mà nói, kiểu giảng giải về đại đạo thiên địa này, quả thực nghe giống như thiên thư, chưa nói đến việc có thể cảm ngộ, không ngủ gật đã giữ mặt mũi cho Vương Vũ lắm rồi. Có điều, ngược lại, Tiêu Chính Văn vẫn khá đồng ý với những nội dung này mà Vương Vũ giảng, chỉ ít quan niệm của hắn đều cao hơn hai vị cao nhân đế cảnh kia của nhà họ Phương một bậc. Không có gì ngạc nhiên khi Đông Vực đều tôn sùng hắn ta như một thiên tài tuyệt thế. Đạo cảnh chính là như vậy, lĩnh ngộ được thì ắt sẽ đạt được, mà một người không có cảm ngộ, không có đạo cảnh, cho dù có giả vờ cũng không giả vờ ra được loại cảm giác siêu nhiên đó. Ngược lại, Lý Tử Dương lại hoàn toàn trong tâm thái không cầu tiến, hắn nghe không hiểu cũng không muốn nghe, càng không muốn lãng phí thời gian cho việc này. Vào lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Thỉnh thoảng có người hò reo về phía Vương Vũ trên khán đài. Tiêu Chính Văn đang quan sát những môn đồ đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực một cách vô cùng hứng thú. Cùng lúc đó, ở trong đình hóng mát bên cạnh, người trước đó vẫn luôn chú ý đến Tiêu Chính Văn, đang ngồi uống trà đối diện với một ông lão. Lúc này, một tiểu đồng bước nhanh đến sau lưng ông lão ngồi đối diện kia rồi thì thào một hồi. Hả, Tiêu Chính Văn có đồng ý không? Ông lão cau mày hỏi, đồng thời. Ánh mắt quét nhìn toàn hội trường, dường như đang tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Chính Văn. Đồng ý rồi, hơn nữa đã dọn vào ở. Tiểu đồng nhẹ giọng đáp. Ông lão khẽ gật đầu, ông lão kia chỉ là người phụ trách Thiên Cung Bắc Cực ở thành Thiên Đô mà thôi, trong cả Thiên Cung Bắc Cực mà nói, chức vị cũng không coi là cao. Nhưng hiện tại, Thiên Cung Bắc Cực đang trong thời kỳ biến cố, ở thành Thiên Đô này, sớm đã không ai hỏi han rồi, vì vậy... Mọi công việc của toàn bộ Thiên Cung Bắc Cực đều do một mình ông lão chủ trì.
Trước khi Tiêu Chính Văn được đưa đến Thiên Cung Bắc Cực, ông ta đã nhận được chỉ thị của Thanh Liên. Ban đầu, ông lão không muốn thu nhận Tiêu Chính Văn, dù sao, đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực đã từng chết dưới tay Tiêu Chính Văn. Nhưng trước áp lực của Thành Thiên Đô, cuối cùng, ông ta chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý. Nghe nói, viện số một thiên tự, ngay từ đầu không phải chuẩn bị cho nhân vật như Tiêu Chính Văn, nó là nơi nghỉ ngơi được bố trí đặc biệt cho kẻ thù của nhà họ Khổng. Ông lão cũng đang gặp khó khăn không biết phải làm sao để đuổi Tiêu Chính Văn ra, nhưng đều không ngờ, Vương Vũ vô tình đã giúp ông ta đạt được mong muốn. Mãi cho đến khi mặt trời ngả về phía tây, Vương Vũ mới ung dung mở miệng, nói, mọi người, hôm nay tạm thời kết thúc ở đây. Nhìn thấy Vương Vũ đứng dậy, không ít người cũng nhao nhao đứng dậy chắp tay thi lễ với Vương Vũ. Không phải những người này cố ý nịnh bợ, nhưng những nội dung mà Vương Vũ giảng, quả thực khiến bọn họ thu hoạch được rất nhiều, thậm chí đạo cảnh của mấy người còn đạt được đột phá. Tự mình thu lợi là một mặt, mặt khác, nghe nói Vương Vũ cũng là người được Thanh Liên để ý, nói không chừng, trong tương lai hắn ta sẽ trở thành học trò của Thanh Liên, như vậy sẽ là môn sinh của thành chủ Thiên Đô rồi. Đến lúc đó, e rằng mọi người có muốn nịnh bợ cũng đã muộn. Vì vậy, cho dù là công hay tư, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để nịnh bợ Vương Vũ. À, Lý Tử Dương ngáp một cái, vươn người, quay đầu về phía Tiêu Chính Văn, nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Thực ra nói là ăn cơm nhưng kỳ thực là tăng dưỡng đan do Thiên Cung Bắc Cực đặc biệt chuẩn bị. Loại đan dược này, đúng như tên gọi của nó, là để có thể tăng tu vi, dưỡng sức nạp năng lượng, là thuốc chuyên dùng cho đệ tử trong môn của mình. Bây giờ lấy ra phân phát cho mọi người, cũng là để mọi người cảm nhận được hồng ân minh mông của Thiên Cung Bắc Cực. Có thể nói, Thiên Cung Bắc Cực đã thuận nước dòng thuyền đến cực điểm. Loại tăng dưỡng đan này, không chỉ không có phương pháp phối chế ở bên ngoài, hơn nữa còn rất khó tìm được, vì vậy, hễ là người ở nhờ tại Thiên Cung Bắc Cực đều sẽ hết lời ca tụng Thiên Cung Bắc Cực. Nơi phân phát đan dược là phòng đan dược của Thiên Cung Bắc Cực. Nói là phòng đan dược nhưng thực ra trước cửa còn có một quảng trường lớn, còn phòng đan dược lại là một tòa bảo tháp cao đến 7 tầng. Hàng vạn thế tử của các nhà đều đã xếp hàng dài trước cửa. Tuy nhiên, Vương Vũ lại dẫn theo vài người, vượt qua khỏi đám đông, bước vào trong phòng đan qua góc cửa bên cạnh. Những người này đều là những nhân vật có lai lịch lớn. Anh nhìn người mặc áo dài trắng kia, đó chính là Mạnh Phi Vũ trong truyền thuyết. Hậu duệ của Mạnh Tử, Lý Tử Dương chỉ vào người đứng đầu rồi giới thiệu với Tiêu Chính Văn. Chỉ nhìn thấy Mạnh Phi Vũ với mái tóc dài chạm vai giống như một thác nước đen, hơn nữa bờ vai rộng và tấm lưng dày giống như một tòa tháp sắt. Nghe nói cách đây không lâu, hắn ta có được một ít khí tức của rồng ở trong hồ Cửu Phượng. Lý Tử Dương nói với vẻ mặt ghen tị. Loại khí tức của rồng này, mặc dù không nhìn thấy cũng không chạm được, thế nhưng, vẫn có thể thu được ở một số nơi linh khí nồng nặc ở vùng ngoài lãnh thổ. Nơi thánh địa như Thành Thiên Đô này lại càng xuất hiện thường xuyên. Vì vậy, tất cả các thế lực mới có tình yêu chung thủy với thánh địa. Khi Vương Vũ tiến lại gần Mạnh Phi Vũ cũng chắp tay vô cùng cung kính, rõ ràng, đến cả Vương Vũ cũng đều nể mặt truyền nhân của nhà họ Mạnh. Hừ, có gì ghê gớm chứ? Nghe nói, tên tiểu tử này quả đúng là người của nhà họ Mạnh, chỉ có điều, là sản phẩm của cuộc tình loạn luân. Nghe nói mẹ hắn ngoại tình với chú của hắn ta nên mới sinh ra hắn. Mà sau đó... Đôi nam nữ chó má này lại tiễn bố của Mạnh Phi Vũ ra đi bằng một bát canh thuốc. Nếu không phải là ở Thiên Cung Bắc Cực thì ngay cả tôi cũng không thèm để ý đến hắn ta. Lý Tử Dương nhỏ giọng nói với vẻ khinh thường. Cái gì? Tiêu Chính Văn nhìn Lý Tử Dương với vẻ khó hiểu. Lý Tử Dương sững sờ, sau đó cười lớn nói, anh xem tôi kìa, vừa tức giận là nói sai luôn rồi, là đôi nam nữ chó má kia tiễn người bố trên danh nghĩa của hắn đi bằng một bát canh thuốc. Tiêu Chính Văn bất lực cười khổ, chả trách Thanh Liên lại nói với anh Mạnh Phi Vũ không phải con trai nối dõi của nhà họ Mạnh, xem ra bên ngoài Khổng thị luôn miệng nói nhân nghĩa đạo đức, phía sau lưng thì làm điều ác đầy một bụng. Đừng nói là thời cổ đại, dù là trong thế tục của thời nay thì loại chuyện này cũng khiến cho người nghe sởn tóc gáy. Chúng ta đi thôi, Tiêu Chính Văn nói rồi sải bước tiến lên trước. Anh đi đâu? Lý Tử Dương nhìn Tiêu Chính Văn không hiểu. Đương nhiên là đi ăn cơm rồi. Nếu không thì sao? Tiêu Chính Văn thẳng thừng nói. Ăn cơm, không phải tôi đã nói với anh rồi hay sao? Bắt buộc phải để bọn họ ăn trước,
sau đó mới tới lượt chúng ta ăn, Lý Tử Dương vội vàng kéo Tiêu Chính Văn trở lại trong đám người. Tuyệt đối đừng đi bừa, quy định ở nơi này rất nghiêm ngặt, Lý Tử Dương nhỏ giọng dặn dò một câu. Cái gì, quy định do ai lập ra? Thiên Cung Bắc Cực sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi một câu. Hừ, nói cho đúng thì không phải quản lý của Thiên Cung Bắc Cực lập ra quy định này mà là Mạnh Phi Vũ tự thỏa thuận ngầm. Nói trắng ra thì người ta có địa vị cao hơn chúng ta một bậc, vậy nên không muốn ngồi chung bàn ăn cơm với mấy kẻ hạ đẳng như chúng ta, đã hiểu chưa? Lý Tử Dương thở dài nói. Thế thì có gì mà phải nghĩ, không phải quy định do Thiên Cung Bắc Cực lập ra, vậy thì tại sao chúng ta không thể vào trong? Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Xuyệt, Lý Tử Dương vội vàng che miệng Tiêu Chính Văn, nhỏ giọng nói, người anh em, anh điên rồi đấy à? Mấy ngày trước vừa có mấy đệ tử từ biên cương tới, mới vào trong đã bị người ta đánh cho tàn phế rồi. Cuối cùng còn bị người ta quẳng đi như con chó chết, ném vào trong sơn cốc hoang vu làm mồi cho sói ăn. Phải biết rằng, mấy người đó không ở đẳng cấp bình thường, nghe nói bên trong còn có con trai nối dõi của một thành chủ. Thế nhưng ngay cả thành chủ đó cũng không dám truy cứu sâu chuyện này. Tới cuối cùng Mạnh Phi Vũ cũng chỉ xin lỗi một câu mà thôi. Đó là bọn họ, hơn nữa, tôi thật sự không nhìn ra được mấy người bọn họ có điểm nào cao quý. Hơn nữa, không phải anh vẫn luôn không muốn ăn đồ thừa của bọn họ hay sao? Đi, theo tôi vào trong, Tiêu Chính Văn nói rồi sải bước lên trên bậc thang. Khi Tiêu Chính Văn đẩy cánh cửa viện của phòng đan dược ra, gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt đổ dồn lên trên người Tiêu Chính Văn. Ôi chao, người anh em à! Anh đừng, anh tuyệt đối đừng kích động mà! Lý Tử Dương nói rồi vội vàng đuổi theo, cuống cuồng khuyên ngăn, người anh em, nhà họ Lý chúng tôi cũng chỉ là một gia tộc nhỏ bé ở thành Thiên Đô mà thôi. Lỡ như đắc tội với mấy người Mạnh Phi Vũ, dù là bố tôi tới thì cũng không bảo vệ được cho tôi đâu. Lý Tử Dương lúc này giống như ăn phải trái mướp đắng, mặt mày nhăn nhó. Đi theo tôi, Tiêu Chính Văn chỉ bình thản cười, sau đó kéo tay Lý Tử Dương bước thẳng tới đại viện phía trước cửa phòng đan dược. Nhìn thấy hai người Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương đi thẳng vào trong khoảng sân đã được chuẩn bị sẵn bàn ghế, bên ngoài cửa lập tức như nổ tung. Bọn họ điên rồi hay sao? Người đó không phải là Lý Tử Dương sao? Anh ta cho rằng bản thân là ai? Tôi thấy hai người bọn họ đây là đang tự tìm đường chết. Nói không chừng hôm nay lại có người bị ném lên trên sơn cốc hoang vắng làm mồi cho sói ăn. Đám người trước cửa bàn tán không ngừng, đặc biệt là rất nhiều thế tử bản địa tại thành Thiên Đô đã chuẩn bị sẵn sàng để xem kịch hay. Mà bên trong sân, ông lão phụ trách phân phát dưỡng linh đan không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy hai người Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương vào trong ngồi. Ông ta nói mấy người chắc chắn là muốn dùng bữa vào thời điểm này chứ. Bác à, anh ta từ vùng ngoài tới. Vậy nên vẫn chưa hiểu quy định của Thiên Cung, Lý Tử Dương chưa nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã gõ nhẹ hai lần xuống mặt bàn, nói, không phải đợi nữa, bây giờ luôn đi. Nghe thấy lời này, Lý Tử Dương lập tức toát mồ hôi lạnh, môi run lên bần bật, sợ tới độ ngay cả một câu cũng không thốt nổi nên lời. Tử Dương, sao vẫn còn đứng đó? Mau ngồi đi, Tiêu Chính Văn nói rồi kéo một cái ghế tới, thúc giục Lý Tử Dương. Chuyện này, tôi thấy tôi vẫn nên đứng thì hơn, ngồi xuống không, không thoải mái, Lý Tử Dương lau mồ hôi lạnh trên trán, nói. Ngoài miệng anh ta không nói, thế nhưng trong lòng lại đang thầm than trời, thật sự không ngờ lá gan của Tiêu Chính Văn lại lớn tới vậy. Phá hỏng quy định mà Mạnh Phi Vũ lập ra ngay trước mặt mọi người, chuyện này có khác gì so với việc khiêu chiến với Mạnh Phi Vũ đâu. Đừng nói là hai người bọn họ. Hàng nghìn hàng vạn thế tử bên ngoài đều chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, ai dám tùy tiện phá hủy quy định. Mấy người Tiêu Chính Văn lại đường hoàng tiến vào bên trong trước ánh nhìn chòng chọc của đám người kia. Vương Vũ vô tình phát hiện ra Tiêu Chính Văn và Lý Tử Dương cũng đang ở trên quảng trường phía trước phòng đan dược thì không khỏi khẽ nhíu mày. Mạnh Phi Vũ thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại, chỉ vẫy tay nói với Lý Tử Dương, qua đây. Lý Tử Dương nghe thấy lời Mạnh Phi Vũ nói thì sợ tới độ hai chân mềm nhũn, cả người run lên bần bật. Rõ ràng chỉ là quãng đường có mười mấy bước chân nhưng anh ta lại mất tận 5 phút mới tới được trước mặt Mạnh Phi Vũ, khom lưng hành lễ nói, sư huynh Mạnh. Thật sự không nhìn ra cậu cũng rất có bản lĩnh đấy, giọng nói lạnh lùng của Mạnh Phi Vũ vang lên. Dọa cho hai chân Lý Tử Dương mềm nhũn cả ra, suýt thì quỳ luôn xuống. Thôi được rồi.
trở về đi, Mạnh Phi Vũ khẽ xua tay nói với Lý Tử Dương, từ đầu tới cuối thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh ta tới một lần. Lý Tử Dương run rẩy đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn, khẽ kéo lấy góc áo của Tiêu Chính Văn, thế nhưng Tiêu Chính Văn lại giống như chưa phát giác ra vậy, bình thản ngồi nguyên tại chỗ đợi ông lão phát dưỡng linh đan cho mình. Mạnh Phi Vũ quay đầu liếc nhìn Tiêu Chính Văn, khẽ nhíu mày, nói với Vương Vũ, người ngồi ở kia là ai? Hắn chính là Tiêu Chính Văn nổi danh như cồn vào khoảng thời gian trước đây. Nghe nói hắn ở thành Đại Phong, nơi này là thành Thiên Đô, loại người tới từ nơi thôn quê thường không quá am hiểu quy định, trở về dạy cho hắn một bài học, không có tôn ti trật tự, còn ra thể thống gì nữa. Vừa nói, Mạnh Phi Vũ đứng dậy, tông giọng cao hơn mấy lần, dòng dõi quý tộc sao có thể cùng ăn cơm với mấy kẻ hạ đẳng, thật đúng là bất hợp lý. Mạnh Phi Vũ vừa thốt ra lời này, mấy người xung quanh tới cùng với Mạnh Phi Vũ, bao gồm cả Vương Vũ cũng đứng dậy theo. Cung tiễn sư huynh Mạnh. Mấy người đồng loạt khom lưng nói với Mạnh Phi Vũ. Mạnh Phi Vũ chắp hai tay sau lưng, sải bước bước ra khỏi phòng đan dược, thấy Mạnh Phi Vũ đi ra ngoài, đám người trước cửa gần như khom lưng vái lạy Mạnh Phi Vũ cùng một lúc, cao giọng nói tham kiến sư huynh Mạnh. Lúc này, Lý Tử Dương đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn đã sợ tới độ hồn bay phách lạc, rõ ràng là Mạnh Phi Vũ đã cực kỳ bất mãn với hành vi của bọn họ. Đắc tội với Mạnh Phi Vũ ở Thiên Cung Bắc Cực không phải là trò đùa đâu. Ngay tức thì, cả không gian đều im phăng phắc, dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Vô số đôi mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Mà Tiêu Chính Văn chẳng buồn bận tâm tới ánh mắt của mấy người này, vẫn bình thản cầm lấy một viên dưỡng linh đan bỏ vào trong miệng, từ từ thưởng thức. Ừ, dưỡng linh đan này quả thực không tầm thường, Tiêu Chính Văn nói rồi lại lấy một viên đưa cho Lý Tử Dương. Lý Tử Dương đâu dám nhận, anh Tiêu, chúng ta vẫn nên đi mau thôi, những người này thật sự không phải đối tượng mà chúng ta có thể đắc tội, hơn nữa ở thành Thiên Đô, không ai dám không nể mặt Mạnh Phi Vũ cả. Lý Tử Dương run rẩy nói, nếu là khi trước thì lời này quả thực rất có lý, dù sao ngay cả nhân vật như Vương Vũ cũng phải kính sợ Mạnh Phi Vũ ba phần. Anh cuống cái gì, ăn xong rồi đi cũng chưa muộn, Tiêu Chính Văn nói rồi ấn Lý Tử Dương lên trên ghế. Mãi tới khi ăn xong hết một lọ dưỡng linh đan thì Tiêu Chính Văn mới chậm rãi đứng dậy, mà chiếc bình sứ trong tay Lý Tử Dương thì ngay cả nắp cũng chưa mở. Tới khi hai người sải bước đi ra khỏi phòng đan dược, đám người xung quanh đều nhìn về phía họ với vẻ khôi hài. Mãi đến khi trở về viện số 1 địa tự, Lý Tử Dương cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi. Ôi, xem ra tôi lo lắng thừa thãi rồi. Anh Tiêu, tôi có hẹn với mấy người bạn. Tối nay chúng ta không say không về nhé, cũng coi như an ủi anh. Rõ ràng, Lý Tử Dương cảm thấy bản thân không làm sao thì lúc này mới lại mời Tiêu Chính Văn đi uống rượu. Tiêu Chính Văn cũng không hề phản đối, chẳng bao lâu sau, bên ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng gõ cửa, Lý Tử Dương vội vàng mở cửa ra, trước cửa đang có hai nam hai nữ. Vị này là thế tử của nhà họ Tiết, Tiết Thiếu Phong, ở thành Thiên Đô cũng coi như nhân vật có tiếng tăm. Vị này là Tần Trường Sinh, cậu chủ nhà họ Tần, chắc anh cũng nghe nói tới Tần Quỳnh của Đại Đường rồi nhỉ, cậu chủ Tần chính là hậu nhân của Tần Thư Bảo. Mấy người bọn họ vốn dĩ không thường xuyên ở Thiên Cung Bắc Cực, vậy nên cũng không hề hay biết tới chuyện xảy ra trước cửa phòng đan dược ngày hôm nay. Lý Tử Dương giới thiệu xong hai nam thanh niên thì lại quay đầu chỉ vào hai nữ thanh niên, nói, vị này là Mục Tú Tú, chắt gái của Mục Quế Anh. Vị kia là đại mỹ nhân xếp số 2 tại thành Thiên Đô chúng tôi, Chu Đình Đình. Lý Tử Dương chỉ vào một cô gái mặc đồ màu hồng đứng bên cạnh, nói. Rõ ràng là số 1, sao tới miệng anh lại thành số 2 rồi, Chu Đình Đình bất mãn lên tiếng. Cô ta quả thực đẹp như tiên nữ, dù là thân hình hay khuôn mặt thì đều là cực phẩm trong số cực phẩm. Hi hi, số 1 phải là Nguyệt Nhu chứ, Lý Tử Dương cười nói. Được rồi, Lý Tử Dương. Anh bớt vài câu đi, đừng nói những chuyện không nên nói nữa, Mục Tú Tú lườm Lý Tử Dương. Xin lỗi, tôi lại nói sai rồi. Nhưng thành thật mà nói, Nguyệt Nhu thật sự không xinh bằng Đình Đình của chúng ta. Hơn nữa, đủ rồi. Chu Đình Đình cau mày, cắt ngang lời Lý Tử Dương. Xét về ngoại hình, ngay cả cô ta cũng phải thừa nhận mình thua kém Nguyệt Nhu, cho nên, khi nghe Lý Tử Dương nói vậy, cô ta lại càng cảm thấy khó chịu. Tử Dương à,
Đình Đình đã hẹn Vương Vũ như lời anh nói rồi, Tần Trường Sinh ở bên cạnh nói với Lý Tử Dương. Tiêu Chính Văn nghe vậy cũng hiểu được ý đồ của Lý Tử Dương. Anh ta muốn nhân cơ hội này để xin lỗi Vương Vũ. Vì vậy mới mời người đẹp nổi tiếng trong thành Thiên Đô là Chu Đình Đình đến. Đúng lúc này, một tiếng chuông đồng từ ngoài cửa vang lên. Trong chốc lát, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa. Tuy là xe ngựa nhưng cũng được trang trí rất sang trọng. Đặc biệt là khoang xe cao 1 mét, rộng vài mét, hai bên xe được dát vàng ngọc, hơn nữa, 8 con ngựa kéo xe đều được trang bị yên ngựa bằng vàng. Lý Tử Dương vội vàng gọi đám người lên xe, vừa đi đến Ngọc Phụng Lâu, vừa nói về một số giai thoại liên quan đến Ngọc Phụng Lâu. Cỗ xe ngựa sang trọng vừa xuất phát, người qua đường vội vàng tránh sang một bên. Ở nơi như thành Thiên Đô, người được ngồi xe 8 con ngựa kéo chắc chắn không tầm thường. Người bình thường nhiều nhất cũng chỉ ngồi xe ngựa nhỏ 1 con ngựa kéo. Dù sao ở thành Thiên Đô, xe ngựa là biểu tượng cho thân phận. Cỗ xe hào hoa 8 con ngựa kéo, ít nhất cũng phải là nhân vật lớn như tông chủ hay môn chỉ mới có thể ngồi. Cách Ngọc Phụng Lâu còn chưa đến 1 km, Tiêu Chính Văn đã nhìn thấy rõ một con phượng hoàng khổng lồ được chạm khắc tinh xảo trên tầng cao nhất của một gian nhà gỗ cao hơn 10 tầng. Con chim phượng hoàng đang sải cánh bay cao, theo sau là một đàn chim. Đây chắc hẳn là Ngọc Phụng Lâu. Trên tầng 7 của Ngọc Phụng Lâu còn có một sân khấu ngoài trời được thiết kế đặc biệt. Lúc này, hàng chục ca sĩ và vũ công đang nhảy múa trên sân khấu. Ngọc Phụng Lâu là nơi nổi tiếng nhất ở thành Thiên Đô chúng tôi. Dù sao thì tiên cũng đã từng nán lại đây rất lâu, Lý Tử Dương nhìn về phía Ngọc Phụng Lâu nói tiếp. Ừ, thật không tầm thường, Tiêu Chính Văn cũng gật đầu thán phục. Anh Tiêu, lát nữa đến Ngọc Phụng Lâu, anh không được nóng nảy. Ở đó có rất nhiều nhân vật lớn của thành Thiên Đô, anh không thể mắc sai lầm được. Lý Tử Dương nội vàng cảnh cáo Tiêu Chính Văn. Ở thành Thiên Đô, bất cứ ai có thể đến Ngọc Phụng Lâu, đều là nhân vật lớn có thể lực. Cho dù không phải là môn chủ tông chủ, thì chí ít cũng là con cháu của trưởng lão, đắc tội với bất kỳ ai, Lý Tử Dương cũng không giải quyết được. Hơn nữa, nếu gây chuyện ở Ngọc Phụng Lâu, ngay cả Lý Tử Dương cũng không thể thoát tội, nếu không xử lý ổn thỏa, nhà họ Lý cũng sẽ bị dính vào. Thấy Tiêu Chính Văn chỉ cười không nói gì, Lý Tử Dương lại nói với vẻ lo lắng, anh Tiêu, đây không phải chuyện đùa. Hơn 10 năm trước, có một vị cao thủ của Thiên Cung Bắc Cực tên Thiên Sung Tử đã đánh một tên bồi bàn ở Ngục Phụng Lâu, anh đoán xem kết cục thế nào. Thiên Sung Tử, Tiêu Chính Văn nghe cái tên này hơi quen tai. Chỉ là nhất thời không nhớ ra được có phải là tên đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực bị mình giết hay không. Quen tai à, vậy thì tốt. Tên Thiên Sung Tử đó đánh bồi bàn, nên bị đánh 80 roi, mà đây là còn nhờ vào quan hệ của Thiên Cung Bắc Cực. Nếu không, e rằng quay cả sư phụ của Thiên Sung Tử cũng phải phế bỏ tu vi. Lý Tử Dương nghiêm túc nói. Tôi lại nghe nói, ông chủ của Ngọc Phụng Lâu thực ra có quan hệ mật thiết với nhà họ Khổng, nếu không, trong cả thành Thiên Đô này, ai dám lôi kéo các cô gái huyết tộc làm vũ nữ. Tần Trường Sinh cũng trầm ngâm nói. Đâu chỉ có quan hệ đơn giản như vậy, tôi trưởng bối trong nhà nói, đã từng thấy ông chủ của Ngọc Phụng Lâu cùng uống rượu với con cháu của nhà họ Khổng. Tiết Trường Phong cũng nói thêm. Này, chúng ta tới đây để vui chơi chứ không phải đến gây rắc rối. Bình tĩnh một chút thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Mục Tú Tú vội vàng hóa giải sự ngượng ngùng này. Cũng đúng, nếu gây phiền phức ở Ngọc Phụng Lâu thì cả đời này tôi cũng không cần phải quay về gặp lão gia nữa, Lý Tử Dương cười nói. Chu Đình Đình ở bên cạnh lại không nói lời nào, trông vô cùng lạnh lùng. Không lâu sau, xe ngựa đã dừng lại trước của Ngọc Phong Lâu, một nhân viên vội vã đi tới, đón xe ngựa từ tay phu xe rồi đi về phía sân sau. Đám người Lý Tử Dương nhảy xuống xe, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa 8 con ngựa kéo ở cửa. Chỉ là chiếc xe ngựa này sang trọng hơn xe ngựa của Lý Tử Dương rất nhiều. Không biết đây là xe của nhân vật lớn nào. Mọi người đừng gây chuyện. Tiết Trường Phong vội vàng cảnh cáo. Lúc này, một hàng cô gái xinh đẹp đứng ở cửa vội vàng tiến lên chào đón đám người Lý Tử Dương. Mời cậu Lý, cậu Tiết, cô Mục, cô Châu vào trong. Mấy cô gái đồng thanh nói rồi cúi đầu cung kính trước đám người Lý Tử Dương. Ừ, tôi bao phòng số 1 thiên tự. Nói xong, Lý Tử Dương lấy ra một miếng bạc, ném qua.
Được, mời đi lối này. Một nhân viên bắt lấy miếng bạc, ước chừng khoảng 200 lượng, sau đó nhe răng cười với Lý Tử Dương. Nhân viên dẫn đám người Lý Tử Dương đến phòng bao số 1 thiên tự, bên trong trang trí theo phong cách cổ kính, có một cái lư hương đã châm sẵn hương gỗ đàn. Trên bàn còn có vài đĩa trái cây tươi. Lý Tử Dương cầm một quả nho bỏ vào miệng, chỉ vào đĩa hoa quả trên bàn, nói chút hoa quả này cũng phải mất 100-200 lượng bạc. Rõ ràng là anh ta không hài lòng với giá cả các món ăn ở Ngọc Phụng Lâu. Bên cạnh phòng bao còn có một cái khán đài nhỏ, ngay đối diện với sàn nhảy trong sảnh lớn. Lúc này, sảnh lớn đã đông nghịt người, vô cùng đông vui náo nhiệt. Xung quanh bàn đánh cược cũng có không ít người nhìn chằm chằm vào xúc sắc. Ngay sau đó, hơn chục cô gái xinh đẹp bước vào phòng, cúi chào mọi người, rồi bắt đầu ca múa. Mọi người đang xem biểu diễn thì đột nhiên tiếng hỗn loạn bên ngoài truyền vào trong sảnh lớn. Không hay rồi, có người đánh nhau. Một người hét lớn, những người khác không thèm quan tâm đến xúc sắc trên bàn nữa, vội vàng chạy ra khỏi cửa. Đám người Lý Tử Dương cũng lần lượt đứng dậy, mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Lúc này, một ông lão áo trắng cầm kiếm, lạnh lùng nhìn thanh niên đối diện. Người thanh niên đó chính là Vương Vũ. Vương Vũ chắp một tay sau lưng, lạnh lùng nhìn ông lão áo trắng. Hừ, là Vương Vũ, Lý Tử Dương nhíu mày. Ông lão áo trắng kia có lẽ là nhất đóa Bạch Vân trong truyền thuyết, Mục Tú Tú nhìn ông lão áo trắng, hỏi. Nhà họ Vương hình như có mối thù với nhà ông ta, chỉ là không ngờ đối phương lại đuổi đến tận thành Thiên Đô. Tiết Trường Phong lên tiếng, anh ta cũng biết chút ít về nhà họ Vương. Lúc này, ông lão áo trắng nhìn về phía Vương Vũ, lạnh lùng nói, cậu Vương thật có nhã hứng, tôi tìm cậu hơn 10 năm rồi, không ngờ cậu lại trốn ở thành Thiên Đô uống rượu trêu hoa. Trốn, tôi còn phải trốn ông sao, Vương Vũ hoàn toàn không coi ông lão này ra gì. Hừ, giỏi lắm, hôm nay tôi sẽ giết cậu để báo thù cho cháu trai tôi. Vừa dứt lời, kiếm trong tay ông lão đã phóng ra. Cao thủ đế cảnh, Lý Tử Dương nhìn qua tu vi của ông lão, hơi lo lắng nói, hay là chúng ta đi thông báo cho người của Thiên Cung Bắc Cực. Không cần, trong mắt Vương Vũ, đế cảnh cấp 1 chỉ như đứa trẻ con. Không cần làm lớn chuyện, Chu Đình Đình lạnh lùng ngăn lại. Quả nhiên, giọng nói của Chu Đình Đình vừa dứt, Vương Vũ đã hành động. Chỉ thấy Vương Vũ nhẹ nhàng khua tay, trong nháy mắt một luồng khí tức của rồng màu tím bắn ra, cùng với tiếng rồng gầm vang vọng trên bầu trời, hư ảnh của một con rồng lớn hiện ra trên không trung. Mặc dù chỉ là một hư ảnh, khác xa một trời một vực với con rồng thật hiện ra khi Tiêu Chính Văn điều động khí tức của rồng lúc trước. Nhưng đó cũng là khí tức của rồng. Chỉ nhìn thấy hư ảnh của con rồng khổng lồ đột nhiên há miệng, sau đó, một luồng ánh sáng huyền bí phun ra từ miệng con rồng, đường kiếm ý kia bèn hóa thành hư không. Ngay sau đó, thân sắc của ông lão áo trắng chấn động, tay che lấy ngực, phun thẳng ra một ngụm máu lớn. Vẻ mặt Vương Vũ khá kiêu căng, một tay hơn ấn xuống phía dưới, một luồng khí tức hào hùng vô song, giống như từ 9 tầng mây đè ép. Ngay tầng mây cũng trùng xuống dưới mấy trăm mét. Mà lúc này, ông lão áo trắng đứng giữa tâm gió bão giống như cây nến tàn trong gió. Đừng nói ông lão không thể chịu đựng được uy áp kinh khủng như vậy, kể cả mọi người xung quanh cũng đều vội vàng lùi vào Ngọc Phụng Lâu. Giết, ông lão đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía bầu trời và gầm lên một tiếng, sau đó, khí tức của cường giả đế cảnh hoàn toàn bạo phát ra. Vương Vũ cười nhạt, nói, lão già chết tiệt. Xem ra ông vẫn thiếu hiểu biết. Vừa nói Vương Vũ vừa phất tay. Một luồng khí tức cuồn cuộn như thủy truyền phun ra. Cùng với một âm thanh cực lớn, máu tươi trào ra từ khóe miệng của ông lão. Khóe miệng của Vương Vũ hơi nhếch lên, lộ ra một tia giễu cợt, chỉ dựa vào ông mà cũng dám mở miệng đòi báo thù rửa hận ư. Rắc, khi Vương Vũ lật bàn tay một lần nữa, một luồng khí kình đánh nát thanh kiếm dài trong tay ông lão. Nhìn về phía khán giả vây xem, bọn họ đều không nhịn được mà kinh ngạc không thôi. Nếu nói đây là cuộc đọ sức giữa hai cường giả đế cảnh, có lẽ cũng không có gì kỳ quái cả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 117.